Chương 761, Lừa đảo chuyên nghiệp Khi Diêu Lệ Phương dẫn Phương Minh cùng Thái Văn Lễ đi vào biệt thự, vừa lúc ông xã Diêu Lệ Phương đang ở trong biệt thự, ngoại trừ ông xã của bà ấy còn có một lão đạo sĩ. Đại sư, lần này liền nhờ đại sư. Tổng giám đốc Phan yên tâm đi, chẳng qua là một ít nữ quỷ nhỏ mà thôi, nếu như ngoan ngoãn rời đi thì cũng thôi, nếu như không muốn, vậy lão đạo cũng chỉ có thể tự mình ra tay đưa cô ta tí âm phụ trước, dù sao trời cao có đức hiếu sinh, lão đạo cũng không nguyện ý đánh cô ta tới hồn phi phách tán. khi lão đạo sĩ nói còn cố tình đưa tay vuốt vuốt trâu dài. một bộ dạng tiên phong đạo cốt cao nhân đắc đạo. lệ phương, hai người này là. phan thạch thấy bà xã nhà mình theo một người ngoài tới, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc, lúc trước không phải vợ của mình đi ra ngoài chọn một món quà mừng thọ cho trưởng bối sao, thế nào lại dẫn người về nhà. ông xã đây là ông chủ Thái, là ông chủ của Ngọc Bảo Hiên, vị này chính là cậu Phương, là cao nhân ông chủ Thái giới thiệu. Diêu Lệ Phương vội vàng giải thích, mà vị lão đạo sĩ kia nghe được lời Diêu Lệ Phương nói, ánh mắt đã rơi vào trên người Phương Minh, trong đôi mắt già nua từ đề phòng ban đầu biến thành vẻ khinh thường lúc sau. Tổng giám đốc Phan, chẳng lẽ là ông không tín nhiệm lão đạo, đã như vậy lão đạo xin rời đi luôn. Lão đạo sĩ hướng phía Phan Thạch mở miệng, mang trên mặt vẻ không vui, Phan Thạch có chút nóng nảy, vị lão đạo trưởng là hắn phải hao tổn tâm tư vô cùng lớn mới mời được người ta từ đạo quán xa xa đến đây, đơn giản chỉ vì mời vị đạo trưởng này xuống núi hắn liền cúng 50 vạn tiền nhang đèn, nếu như cứ chọc lão đạo trưởng tức giận bỏ đi như vậy, không nói tới chuyện hắn mất trắng 50 vạn, sợ rằng chuyện ma quái trong nhà cũng không còn cách nào giải quyết nữa. Thật ra, căn bản Phan Thạch không cảm thấy Phương Minh có bản lãnh gì, còn trẻ như vậy cho dù thật sự là người nghề này, đoán chừng cũng mới vào nghề không bao lâu, làm sao có thể so sánh với lão đạo trưởng được chứ? Đạo trưởng bất giận, chuyện này là do tôi không đúng, mời đạo trưởng cho tôi một chút thời gian, nhất định tôi sẽ cho đạo trưởng một kết quả vừa lòng. Tổng giám đốc Phan, tôi nói người theo đạo chú ý duyên phận, không thành tâm duyên phận cũng không tới được, lão đạo rời núi đã phá lệ. Lão đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, sau khi lạnh nhạt nói xong lời này, đưa mắt nhìn về phía trên nhìn cũng chưa từng nhìn phương minh bên này lấy một cái đúng đạo trưởng nói rất đúng phan thạch cúi người gật đầu với tư cách tổng giám đốc một công ty chỉ khi hắn đối mặt một số lãnh đạo ban ngành tới thị xác mới có thái độ như vậy nhưng lúc này không thể nào làm cao được nữa nữ quỷ kia sắp muốn tính mạng của cả nhà bọn họ hắn phải bày ra tư thái thấp nhất sau khi cúi đầu không lưng với lão đạo trưởng ánh mắt phan thạch nhìn về phía phương minh cùng thái văn lễ mang theo một số bất mãn trầm giọng nói ông chủ thái cảm ơn ông đã quan tâm gia đình tôi chẳng qua bây giờ có đạo trưởng ở đây liền không cần làm phiền ông chủ thái ông chủ thái cùng vị tiểu huynh đệ này hãy đi về trước đi trên mặt thái văn lễ cũng mang theo nụ cười khổ hắn giới thiệu phương minh cho bà diêu thứ nhất là bởi vì bà diêu là khách hàng lớn của mình thứ hai cũng biết phương minh đã mở cửa tiệm cho nên muốn giới thiệu mối làm ăn cho phương minh chẳng qua không nghĩ tấn xã cũng giễu tự mình mời đạo sĩ nếu như từ mặt ngoại giao tới nói nếu hắn không biết bản lĩnh của cậu phương chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn vị lão đạo trưởng nhưng hắn biết cậu phương là người có bản lãnh thật sự hơn nữa tự mình dắt mối hiện tại cậu phương bị người ta coi thường như vậy nếu như cậu phương trách tội đoán chừng sẽ trách tới trên đầu của hắn tương đương với nói lần này hắn là người trong ngoài không đồng nhất bên này đắc tội khách hàng bên kia đắc tội cậu phương nếu sớm biết là kết quả như vậy lúc trước khi bà Diêu chọn đồ trang sức trong cửa hàng, hắn sẽ không lắm miệng nói một câu. Cái kia. Ông chủ Thái, cái này thật là xấu hổ, xin lỗi. Diêu Lệ Phương cũng mang vẻ mặt xấu hổ, dù sao người là bà ấy mời về, mấu chốt nhất là bà ấy đã trả 10 vạn, nếu như cứ để cậu Phương gơ tuổi này đi như vậy. Chẳng phải nói 10 vạn kia sẽ trôi theo dòng nước sao? Nhưng chồng mình đều nói như vậy, cộng thêm vị lão đạo trưởng kia án bày tỏ thái độ rồi, bà ấy chỉ có thể ném 10 vạn này vào trong nước. Vô phương, vấn đề này quả thật là tôi cũng không muốn nhúng tay, đã có người nguyện ý tiếp nhận cũng là chuyện tốt. Phương Minh ngược lại không có vẻ phẫn nộ gì, trên thực tế sau khi tiến vào biệt thự, cậu liền nhận ra được quỷ trong biệt thự này không đơn giản, mà nguyên nhân cô gái kia chết chỉ sợ không phải ngoài ý muốn như cảnh sát nói như vậy, trong này còn có tin tức không muốn bị người ngoài biết ông chủ thái chúng ta đi thôi nói xong phương minh liền xoay người đi về phía cửa thái văn lễ cũng gật đầu theo nếu người ta không chào đón vậy mình cũng sẽ không ở lại nơi này đỡ khiến người ta thấy ngứa mắt chẳng qua phương minh vừa mới xoay người vị lão đạo sĩ kia đột nhiên lại mở miệng đợi lát nữa lúc nén mắt lão đạo sĩ lại đã rơi vào trên người phương minh nói người trẻ tuổi cho cậu một câu nói làm người làm việc đều phải bình tĩnh lại học nghệ không tin làm hại không chỉ là tự mình, còn có nhân hại đến cố chủ, lão đạo tôi tu đạo hơn 50 năm, khi tới tuổi này của cậu. Vẫn đi theo sư phụ tu đạo, căn bản không dám xuống núi hành tẩu, bởi vì chỉ sợ tự mình học nghệ không tin hại cố chủ. Nghe đến lão đạo sĩ nói lời này, trên mặt Phan Thạch lộ ra vẻ rung động, không hổ là đại sư bản thân mình tốn 50 vạn mới mời được, chỉ là phần tinh thần trách nhiệm như vậy đã đủ rồi. Nhưng mà, nghe đến những lời lão đạo sĩ nói trên mặt phương minh chẳng những không lộ ra vẻ giáo ngược lại khóe miệng còn có vẻ chăm chọc sở dĩ cậu nguyện ý rời khỏi là bởi vì cậu không muốn nhúng tay vào chuyện của người nhà này nhưng này không có nghĩa là cậu nguyện ý bị người khinh miệng vậy nhất là người khinh miệng cậu còn là một tên lường gạt nếu đạo trưởng nói như vậy vậy đạo trưởng không ngại nói cho tôi biết vì sao biệt thự này lại có chuyện ma quái như vậy phương minh cười cười hỏi hừ còn không hết hy vọng, cũng được, lão đạo để cậu biết một chút về bản lĩnh của lão đạo. Lão đạo trưởng vuốt trâu dài, nói, ngay khi lão đạo tiến vào liền cảm nhận được một cổ âm khí, phương diện phong thủy của biệt thự này có tác động gái âm, mà tổng giám đốc Phan cũng đã nói, ở đây đã từng có một cô gái ngã chết hoài ý muốn, sau khi cô bé kia chết, bởi vì phong thủy nơi này. Cho nên quỷ hồn không chịu rời đi, bằng không sau khi người bình thường chết đi, quỷ hồn sớm đã trở về âm phủ nghe đến lão đạo kia giọng dạc nói to, Phương Minh cười cười, lão đạo sĩ này mặc dù là lừa đảo, nhưng là cũng có chút hiểu biết đối với quỷ hồn đấy, chẳng qua là hắn nói biệt thự này có vấn đề phong thủy thì chỉ là vớ vẩn. Nữ kia quỷ coi trọng nơi này, muốn tàn hại tổng giám đốc Phan cùng người một nhà sau đó chiếm lấy biệt thự này, loại hành vi này bản đạo trường không biết cũng cho qua, nếu biết vậy khẳng định liền không thể chịu đựng, chỉ cần khai đàn làm phép là có thể thu phục nhưng nể tình cô ta còn chưa tàn hại tính mạng người, cho nên sẽ không khiến cô ta hồn phi phách tán, mà là đưa hồn phách của cô ta về cõi âm, dù sao cô bé này cũng đã từng là bạn gái của con trai tổng giám đốc Phan. Lão đạo trả lời có tình có lý, nghe được như vậy, Diêu Lệ Phương đầu không ngừng, thế nhưng Phan Thạch bên cạnh lại hơi nhíu mày một chút, nhưng rất nhanh liền giảng ra, cũng theo chân gật đầu. Không sợ lừa đảo có văn hóa, chỉ sợ lừa đảo có bài bản. Chương 762, tổ sư gia đáp ứng một tên lừa đảo chuyên nghiệp như vậy, Phương Minh còn có thể nói cái gì, xoay người liền chuẩn bị tiếp tục trời đi. "Mà thôi, ngành nghề của chúng ta hiện tại nhân tại điêu linh, lần này lão đạo tôi cho phép cậu đứng bên cạnh xem, về phần cậu có thể học được bao nhiêu thì nhìn chính bản lãnh của cậu." Lão đạo trưởng không biết vì sao đột nhiên cải biến chủ ý, sau đó quay qua nói với Phan Thạch, tổng giám đốc Phan, mặc dù nói bây giờ không phải là nửa đêm, nhưng lấy thực lực hiện tại của lão đạo, dù là ban ngày lão đạo vẫn có cách bắt được quỷ, không cần đợi khi nửa đêm. Nghe thấy những lời lão đạo trưởng nói, đương nhiên Phan Thạch rất vui mừng, mà Phương Minh ngược lại không nói gì, cậu cũng muốn nhìn một chút, tên lừa đảo này muốn tiếp tục tiến hành nào, dù sao biệt thự này thật sự có chuyện ma quái. Tổng giám đốc Phan, lấy hết mấy thứ tôi nói ông mua tới đây đi, tôi muốn bố trí trước một phen, đề phòng lúc đó nữ quỷ kia chạy trốn. Đạo trưởng yên tâm, thứ đạo trưởng cần đã được tôi chọn mua xong cả rồi, đặt trong rương ngay phía sau, hiện tại tôi sẽ đi lấy nó tới. Phan Thạch chạy chậm đi ra cửa, không bao lâu liền mang theo mấy cái túi vào lại. Mà lão đạo kia cũng lấy ra rất nhiều thứ đồ từ trong mấy cái túi kia, ống mực, giấy vàng, ngọn nến, chuông gió. Tổng giám đốc Phan, quỷ cùng người khác biệt, quỷ không có thực thể đấy, cho nên người thường không thể đụng chạm quỷ, hơn nữa bởi vì không có thực thể, quỷ có thể xuyên tường có thể lướt qua bất kỳ chướng ngại vật nào, thế nhưng những dây tơ hồng này lại khác, về mấy sợi dây tơ hồng này, tác dụng phổ biến mà nhiều người biết tới nhất chính là để xe duyên, biết dây tơ hồng có tác dụng nối liền, nhưng có rất ít người biết dây tơ hồng còn có tác dụng cản quỷ hồn. Có sợi dây tơ hồng này ở đây, quỷ hồn liền không cách nào trực tiếp xuyên qua, mà nhất định phải lựa chọn đi vòng qua giống hệt người thường chúng ta, nếu như bị dây đỏ cuốn chặt lấy, quỷ hồn này cũng sẽ bị trói buộc bên trong dây đỏ. Về phần tôi buộc những chung gió này lên trên dây tơ hồng, là vì dù sao đi nữa chúng ta cũng không thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng nếu như quỷ hồn đụng chạm tới chung gió, chung gió sẽ lập tức vang lên, mấy người tổng giám đốc Phan cũng có thể biết nữ quỷ kia đã đến. Lão đạo một bên bố trí một bên giải thích, mà Thái Văn Lễ đứng ở bên cạnh thì không nhìn được quay quảnh giọng hỏi Phương Minh, cậu Phương. Dây tơ hồng thật sự có tác dụng này sao? không sai. Phương Minh gật đầu, cậu hơi kinh ngạc, không ngờ tên lừa đảo này lại còn biết tác dụng của dây tơ hồng, từ khía cạnh này tới nói có vẻ đối phương cũng không hoàn toàn là lừa đảo, chỉ ít còn có hiểu biết tương đối nhiều đối với đạo gia. Dây tơ hồng, nếu như những người từng có quan sát tỉ mỉ với sinh hoạt hàng ngày nhất định có thể nhận ra được, rất nhiều đồ trang sức handmade truyền thống đều được làm từ dây tơ hồng, kết thành dây đung để sâu ngọc bội hay đồng tiền, hay một số loại vòng khác sở dĩ dùng dây tơ hồng là vì dây tơ hồng có tác dụng bó buộc linh hồn mà mấy loại đồ trang sức này đều mang ngụ ý tốt đẹp dây tơ hồng không chỉ có thể ổn định hồn phách còn có thể tăng tác dụng của các loại đồ trang sức này lên lão đạo sĩ giăng kín dây đỏ quanh phòng khách của biệt thự rậm rạp chằng chịt như một bàn cờ mà ở vị trí trung tâm phòng khách là sofa thì lại trống không sau khi làm xong một bước này lão đạo sĩ lại bắt đầu lấy ống mực một ra để Phan Thạch cầm một đầu ống mực kéo ra ngoài, mực trong ống phun ra tạo thành từng đường thẳng đen trên mặt đất, mỗi một lần mực phun ra lão đạo trưởng kia lại niệm chú nữ một lần. Một, ô nơ dê mực là công cụ thường dùng trong nghề thợ mộc truyền thống Trung Quốc, chủ yếu dùng để vẽ đường dây thẳng, là công cụ không thể thiếu được sử dụng trong các nghề thợ đất, thợ đá, thợ vôi vê vê, đằng sau ống mực có bánh xe bằng tay quay, cùng chỉ mực lên đó, phía trước có một hộp nhỏ đựng mực, được cố định, dây mực trông như dây đàn vậy, chỉ cần búng dây mực lên chỗ cần vẽ đường dây thẳng, sau đó quay bánh xe cuồng. Dây mực lại, do vậy mà người xưa gọi nó là chiếc mực dây. Dây mực phun ra lần thứ nhất, thái thượng lão quân thượng tọa chính đường. Dây mực phun ra lần thứ hai, bác phương đại đế tập hợp đến. Dây mực phun ra lần thứ ba, tứ phương thổ địa trấn của nhà. Vô số đường mực tạo thành rất nhiều ô vuông trên sàn nhà, mà sau khi làm xong việc này đã sắp xỉ qua mất một giờ. Hai vợ chồng Phan Thạch lại không chút nào cảm thấy lão đạo trưởng đang kéo dài thời gian, thậm chí trên mặt còn có vẻ cảm động, đại sư vất vả bố trí như vậy càng nói rõ đạo trưởng rất dụng tâm vào chuyện này, thật sự muốn bắt nữ quỷ kia đi. Tốt rồi, lão đạo đã bố trí xong, hiện tại nên mời tổ sư gia. Lão đạo trưởng nhấp một ngụm trà nhuận giọng. Lấy một tượng gỗ được điêu khắc từ cái bao lão đạo trưởng mang theo người, trịnh trọng bày lên bàn đã sớm được lão ta phủ vải vàng lên, sau đó lại lấy ra lư hương, điểm thiền hương, rất cung kính cúng tế bái ba cái, sau đó cắm hương lên trên. Sau khi làm xong một bước này, lão đạo trưởng quay đầu, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Phan Thạch, nhìn tới trong lòng Phan Thạch có chút bất an, không nhìn được hỏi, đại sư, là có vấn đề gì sao? Tổng giám đốc Phan, có phải ông còn có điều gì giấu giếm tôi không? Sắc mặt lão đạo trưởng rất nghiêm túc, mà phương minh nghe đến lời này của lão đạo ngược lại có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn lão đạo lẽ nào hắn đã nhìn ra tự mình nhìn lầm lão đạo này không phải tên lừa gạt mà là người có bản lãnh thật sự đại đại sư vì sao đại sư lại nói như vậy phan thạch hơi kinh ngạc hỏi vừa rồi khi tôi mời tổ sư gia dĩ nhiên tổ sư gia lại không muốn đến nguyên nhân dẫn tới chuyện này chỉ có một khả năng đó chính là chuyện ma quái nhà ông còn có nguyên nhân khác tổng giám đốc phan ông lại không thành tâm rồi vấn đề này tôi chỉ sợ bản thân tôi không thể ra sức lời lão đạo trưởng nói khiến cho phan thạch thoáng cái liền gấp gáp thật vất vả mời tới một vị cao nhân chính nếu đối phương đi rồi vậy hắn thực sự là không có biện pháp nhưng cái nguyên nhân kia lại không thể trực tiếp nói thẳng ra miệng chẳng qua lão đạo tôi cũng có thể thông cảm cho ông nhà nào cũng đều có một chút bí mật có một số việc thực sự khó có thể mở miệng như vậy đi tổ cầu tình giúp ông trước mặt tổ sư gia ừm vừa vặn gần đây lão đạo chuẩn bị trở về chế tạo lại kim thân cho tổ sư gia một lần nữa ngay lúc phan thạch đang nóng vội lời nói của lão đạo lại truyền ra phan thạch vừa nghe thấy lời này lập tức đáp đại sư tiền sử kim thân tôi sẽ trả coi như là một phần thành ý của tôi cũng được nếu tổng giám đốc phan có phần tâm này tôi đây liền điểm hương nói cho tổ sư gia lão đạo gật đầu vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ kiểu như không phải tôi muốn tiền tôi chỉ là vì muốn giúp đỡ ông thôi điều này làm cho phương minh nhìn thấy mà thầm buồn cười xem ra lúc trước là cậu suy nghĩ nhiều lão đạo này nói một phen như vậy chỉ vì muốn xảo trá nhiều tiền của nhà này hơn mà thôi chỗ nào xuất hiện chuyện ma quái mà không có nguyên nhân tên lừa đảo này hiển nhiên cũng đã đoán được ít nhiều do đó mới cố ý nói như vậy mà bởi vì trong lòng phan thạch có quỷ dĩ nhiên lọt vào cái trọng của tên lừa bịp kia. Tổ sư gia ở trên, hôm nay đệ tử khẩn cầu tổ sư gia hiển linh, nếu tổ sư đồng ý, mời điểm hương truyền dụ. Hai tay lão đạo kết ấn, ngón tay chỉ vào ba cây hương còn đang cháy kia, thế nhưng một lúc lâu sau, ngoài chuyện ba cây thiền hương này đang chậm rãi cháy, cũng không có bất kỳ biến hóa nào khác. Tổng giám đốc Phan, sợ rằng. Đại sư, tôi nguyện ý lại quyên 5 triệu cho đạo quan một lần nữa sửa chữa một chút chỉ hy vọng tổ sư gia có thể cảm thụ được thành ý của tôi phan thạch bất chấp mọi thứ nói thẳng lão đạo không nói gì thêm lại quay đầu đối diện với bàn lại mời tổ sư gia lần này sau khi tiếng nói của hắn phát ra đột nhiên ba chỉ thiền hương nhanh chóng bốc cháy lên chỉ trong một phút đồng hồ ngắn ngủi hai phần ba cây thiền hương còn lại đã bị cháy hết tổ sư gia đồng ý vẻ mặt lão đạo trưởng tràn đầy kích động phan thạch cũng kích động không khác gì lão đạo trưởng ngay cả thái văn lễ cũng mở to hai mắt nhìn trong số mọi người ở đây chỉ có phương minh mang theo dáng tươi cười nghiền ngẫm nhìn về phía lão đạo này cảm thụ được ánh mắt của mọi người trong đôi mắt già nua của lão đạo cũng thoáng qua một tia đắc ý chẳng qua khi hắn chú ý tới vẻ mặt nghiền ngẫm của phương minh kia hơi sửng sốt một chút nói thầm trong lòng lẽ nào thằng nhóc này nhìn ra manh mối gì không thể nào lão đạo ta hành sự bí ẩn như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu làm sao có thể nhìn ra sơ hở. Chương 763, oán hận ba đời ba chỉ thiền hương nhanh chóng cháy xong, một màn này khiến hai vợ chồng Phan Thạch Hải, đồng dạng cũng khiến Thái Văn lễnh hải, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy đấy, lão đạo sĩ kia không hề đụng chạm gì tới cây thiền hương này, này thiền hương đột nhiên tự thiêu hủy. Đây không phải tổ sư gia hiển linh, còn có thể là cái gì? Lúc trước Phan Thạch còn có chút đau lòng 5 triệu, thế nhưng thấy một màn như vậy hắn không có chút nào đau lòng nữa, đại sư thật sự là cao nhân có bản lãnh, lần này tuy rằng tiêu mất 5 triệu, nhưng nếu có thể nhờ vào đó thiết lập được quan hệ tốt với đại sư. Sau này còn gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không sợ nữa. Cậu Phương, xem ra vị đạo trưởng này cũng là một vị cao nhân. Thái Văn Lễ cũng quay qua cảm khái với Phương Minh, lúc này cần tiểu ly trong lòng của hắn cũng chậm rãi nghiêng về hướng lão đạo sĩ hẳn lão đạo sĩ này cũng có bản lãnh thật sự có thể bản lĩnh của ông ta không hề kém cạnh gì so với phương minh thậm chí không chừng có thể còn càng mạnh hơn dù sao tuổi tác của lão đạo sĩ cũng được bày rõ ở đó phương minh cười cười không nói gì cậu không có ý định vạch trần tên lừa đọa trước mắt ngay lúc này sở dĩ những cây thiền hương kia đột nhiên cháy mạnh như vậy không phải bởi vì tổ sư gia hiển linh mà là vì chỗ đặc thù của ba cây thiền hương này từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ là ba cây thiền hương thông thường nhưng phương minh liếc một cái liền xem thấu chất liệu của một phần ba đoạn đầu cây hương này khác với chất liệu hai phần ba con lại của cây hương chất liệu phía trước là chất liệu chế tạo hương bình thường cũng chính là hương được làm từ gỗ thông nhưng phần sau của cây hương lại được dùng chất liệu dễ cháy để chế tạo chỉ có điều bên ngoài đã được bôi lên một lớp phấn hương che mắt mà thôi loại mánh khóe bịp người Phương Minh đã từng được chứng kiến. Kỳ thực cũng không tính là cao minh bao nhiêu, nhưng điểm lợi hại của cách lừa đảo này nằm ở chỗ hắn có thể nắm chặt được lòng người, mấy tên lừa đoạt nhập lưu là miệng đầy lời nói dối, mà lừa đảo giỏi hơn một chút là nửa thật nửa giả, lừa đảo cao minh là chính thật một giả, không thể nghi ngờ người trước mắt này liền là một tên lừa đảo cảo minh. Phía trước từ dây tơ hồng đến ống mực, liên tục sử dụng một đống đồ vật vô cùng chuyên nghiệp, chính là những cử động này khiến cho phan thạch bỏ qua lòng cảnh giác bằng không mà nói có thể từ hai bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp to lớn tới mức này làm sao có thể sẽ dễ dàng bị lường vậy tên lừa đảo đắp nặng một hình tượng bản thân vô cùng chuyên nghiệp trước ngay sau đó là hù dọa nắm một số kiên kỵ trong lòng phan thạch dùng hù dọa khiến cho trong lòng phan thạch đại loạn lại sau đó lấy mánh khóe bịt người khiến phan thạch hoàn toàn bị lừa ba chỉ thiền hương đốt xong lão đạo sĩ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dời lư hương qua một bên nguyên nhân rất đơn giản Cho của ba chỉ thiền hương được chế tạo đặc thù này sẽ tạo thành tàn hương khác với thiền hương bình thường nương theo chuyện di động lư hướng hắn lợi dụng cơ hội trộn lẫn cho của thiền hương mới vừa cháy xong cùng cho hương có sẵn trong lư hương chẳng khác gì đã hoàn toàn hủy diệt chứng cứ có tổ sư gia tọa trấn hiện tại là chân chánh không sơ hở tí nào tổng giám đốc phan yên tâm Lần này nhất định tôi sẽ tìm ra nữ quỷ kia. Lão đạo sĩ lại móc ra một chuông đồng từ trong bao vải, đây là một cái chuông được làm bằng đồng nguyên chất, từ màu xanh đồng phía trên nhìn lại, cái chuông này cũng coi như là có chút năm tháng, mà ngay khi Phương Minh thấy lão đạo sĩ móc chiếc chuông này ra, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc. Chuông này thực sự một cái pháp khí, mặc dù là pháp khí của đạo sĩ từ thời cổ đại, nhưng đến hiện tại có thể nói nó là pháp khí hiếm có chí ít ngay cả những đạo quan lớn nổi tiếng kia cũng chưa chắc có được pháp khí như vậy cho dù có cũng xem như chí bọa trấn quan tổng giám đốc phan đây là chung chiêu hồn chung này con người không nghe được động vật không nghe được chỉ có quỷ hồn mới có thể nghe được chỉ cần quỷ hồn nghe được tiếng chung này đều sẽ đi qua chẳng qua lúc này chúng ta nhằm vào một nữ quỷ cho nên tôi chỉ cần gào to tên của nữ quỷ đó quỷ hồn của nữ quỷ đó sẽ xuất hiện nghe thấy lời lão đạo sĩ nói Phan Thạch thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nghe thấy chuông này có thể chiêu quỷ, trong lòng của hắn thực sự có chút lo lắng. Chỉ sợ chuyện nữ quỷ còn chưa được giải quyết, lại đưa tới những con quỷ. Lê Vũ xong, nghe tiếng chuông của ta, mau mau hiện thân. Lão đạo sĩ cầm chuông lay động, cả người thậm chí còn nhúc nhích, giống như đang nhảy múa hoang ca vậy, chẳng qua phương minh lại biết, những động tác này đều vô dụng, lão ta làm vậy cũng chỉ là vì tăng tính lừa dối mà thôi chung lay động thực sự không có âm thanh phát ra vài phút sau đó nhiệt độ của toàn bộ sảnh lớn đột nhiên bắt đầu chậm rãi giảm xuống dù cho trong phòng khách đã mở hệ thống sưởi ấm cho mùa đông nhưng vợ chồng phan thạch còn có thái văn lễ vẫn cảm nhận được cổ âm khí này nữ quỷ đã đến gần rồi tổng giám đốc phan các người đừng sợ cứ yên tâm ngồi ở chỗ này là được rồi có lão đạo ở dây nữ quỷ không thể tổn thương các người vẻ mặt lão đạo sĩ tràn đầy chính khí đồng thời quát lên Lê Vũ Sông, nhân có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, nếu ngươi đã chết, vậy thì nên tới cõi âm đầu thai chuyển thế, há có thể dừng ở nhân gian tai họa người đưa đường, đừng để tới mức phải bị hồn phi phách tán. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão đạo sĩ, lại cộng thêm ngôn ngữ nghiêm nghị của lão ta, lúc này trong lòng phan thạch mới có chút ổn, chẳng qua lập tức lại lần nữa trở nên khẩn trương hẳn lên. Bởi vì sau khi tiếng nói của lão đạo sĩ phát ra, chung trên dây tơ hồng bắt đầu lay động đồng thời phát ra âm thanh nhất là sợi dây ở ngay gần sofa này nữ quỷ lê vũ sông muốn đi tới sofa lê vũ sông thực sự là làm càng có bản đạo trưởng ở đây không ngờ ngươi còn muốn hại người bản đạo thông cảm trời cao có đức hiếu sinh không muốn đánh ngươi tới hồn phi phách tán nhưng nếu ngươi cứ điên cuồng cố chấp đạo trưởng ta chỉ còn cách giết chết ngươi trong tay lão đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào chỉ về hướng sofa mà đôi mắt của Phương Minh hơi hít, những người khác không nhìn thấy nữ quỷ Lê Vũ Sông. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng. Lê Vũ Sông mặc váy lụa trắng dài nhún đầy máu, tóc dài rối tung, lúc này đang đứng ở ngay phía ngoài sợi dây sau ghế salon, dãy dù muốn kéo đứt dây tơ hồng kia, thỉnh thoảng ngẩng đầu, trên mặt trong mắt toàn là máu tươi. Đây là tướng mạo của Lê Vũ Sông trước khi chết, bởi vì bị té úp mặt xuống đất cho nên toàn bộ dáng dấp cực sự thê thảm, mà bởi vì khi chết đã mang quá nhiều oán khí Dẫn đến hình dạng của cô ta gống với lúc trước khi chết như đúc Hai tay của Lê Vũ song mạnh mẽ cầm lấy dây tơ hồng Mỗi một lần bắt lấy Một đám khói đen liền thuận theo bàn tay của cô ta xuất hiện Đây là đang tiêu hao quỷ khí trên cơ thể cô ta Bởi vì dây tơ hồng trời xỉn có lực tổn thương rất lớn đối với quỷ hồn Nhưng mà oán khí của Lê Vũ song thật sự là quá mạnh mẽ Căn bản là không nghe thấy không để ý chỉ đang liệu mạng kéo dây tơ hồng, mà rơi vào trong mắt đám người phan thạch, lại chỉ thấy dây tơ hồng sau lưng không ngừng bị kéo ra, kéo mãi kéo mãi, cuối cùng, rốt cục cũng bị kéo đứt. Dây tơ hồng đứt trời, Lê Vũ xong lập tức liền bổ nhào về phía phan thạch đang ngồi trên ghế salon, thế nhưng mới vừa bước ra một bước, Lê Vũ xong liền lão đảo lui về phía sau mấy bước. Mà trên sàn nhà thì lại xuất hiện mấy vết chần màu đen. Ống mực. Ống mực với tư cách một trong những công cụ nhất định thầy lỗ ban phải dùng từ cổ chí kim liền đã có thêm tác dụng trấn tà áp uế không kém dây tơ hồng đi nơi nào đây cũng là nguyên nhân vì sao thợ đá cùng thợ mộc biết dùng ống mực cho dù là phun tuyến trong phòng hay là phun dây mực trên ván gỗ đều có thể xua đuổi vật âm tà một thi nhân thời đại tống mà tần thiếu gia mới đã từng đố tô đông pha một câu tôi có một gian phòng nửa gian được tô bằng ổ quay nếu như phun ra một đường tia thiên hạ tà ma không dám ngăn cản mà đáp án của câu đố này chính là ống mực vậy mà dây tơ hồng lại cũng không đỡ nổi chẳng qua chỉ mới chết đi vài ngày đã có oán khí lớn như vậy trên mặt lão đạo sĩ cũng có vẻ kinh ngạc vốn là hắn cảm thấy đây chỉ là một việc nhỏ dựa vào mình bố trí một phen này lại thêm chuông đồng sau đó tự mình lại kinh sợ vài câu dĩ nhiên nữ quỷ này sẽ rời khỏi dù sao đi nữa cho dù là quỷ cũng sợ hãi hồn phi phách tán nhưng mà lấy trình độ oán khí của nữ quỷ đến xem, tuyệt đối không thể bị dao động đơn giản như vậy, nghĩ tới đây trên mặt lão đạo sĩ lộ ra vẻ nhức nhối. Thò tay vào trong lòng ngực, từ nơi ấy móc ra một tấm bùa chú. Đây là di vật của lão quan chủ hắn phát hiện được sau khi lục lọi khắp đạo quan, trừ cái bùa này ra còn có chuông cũng là di vật của lão quan chủ, thậm chí bao gồm dây tơ hồng ống mực mấy loại tri thức này cũng là do lão ta hiểu được từ ghi chép của lão quan chủ. Lê Vũ Sông, ngươi thật cho rằng bản đạo trường sẽ không vận dụng thủ đoạn lôi đình sao thấy bùa này không đây chính là tổ sư gia ban thưởng kim phù bùa này vừa ra chắc chắn có thể đánh ngươi tan thành mây khói mãi mãi không được siêu sinh chớ có sai lầm lão đạo sĩ đang thử tranh thủ lần cuối bùa này chỉ còn lại có một tấm nếu như có thể hắn không hy vọng dùng nó đi có bùa này ở đây hắn liền có thể an tâm đi ra ngoài lừa người gạt tiền rồi nhưng mà lão đạo sĩ này căn bản lại không biết một oán quỷ là không có thần trí đấy, trong đầu oán quỷ chỉ có một chấp niệm, đó chính là phát tiết hết oán khí trong cơ thể ra ngoài, căn bản không hiểu lời của hắn. Từng dây từng dây tơ hồng bị kéo đứt, sắc mặt hai vợ chồng Phan Thạch trở nên tái nhợt, mà sắc mặt lão đạo sĩ cũng cực kỳ khó coi, cuối cùng cắn răng một cái, vứt tấm bùa trong tay ra ngoài. Bùa bay lên không, bắt đầu tự cháy rừng rực mà phương minh hiếp mắt thấy trên trán nữ quỷ lê vũ sông xuất hiện một tấm bùa chú toàn bộ cơ thể lê vũ sông lập tức cứng đờ ngay ngốc tại chỗ quỷ khiết trên người cũng đang chậm rãi giảm thiểu thực sự là gian ngoan mất linh cứ muốn ép đạo trưởng ta ra tay diệt sát ngươi vô lượng thiên tôn tổ sư gia không phải đệ tử muốn sát sinh mà là nữ quỷ này không biết tốt xấu chỉ diệt một mệnh của quỷ này có thể cứu mệnh của vạn nhà ngày sau xuống địa ngục đệ tử cũng cam tâm tình nguyện vẻ nhức nhối trên mặt lão đạo sĩ biến mất, thay vào đó là là vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, dù sao thì bùa cũng đã dùng xong không trở lại được. Vậy cứ nâng bản thân mình cao thượng hơn một chút đi, cũng tiện xảo trái nhiều tiền của tổng giám đốc Phan này hơn. Đại sư, vậy quỷ hồn của Lê Vũ xong. Ánh mắt Phan Thạch đánh giá bốn phía, cẩn thận hỏi. Yên tâm, quỷ hồn của Lê Vũ xong đã bị ta đánh hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất ở trong bầu trời này, tổng giám đốc Phan sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa, nhà các người cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Lão đạo sĩ vuốt trâu một cái, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ. Phan Thạch nghe nói như thế mang trên mặt vẻ vui mừng, quỷ hồn của Lê Vũ xong bị diệt, với hắn mà nói chính là chuyện tốt bằng trời. Không hổ là đại sư, cảm ơn đại sư đã ra tay cứu giúp. Phan Thạch chấp tay ngỏ ý cảm ơn, chẳng qua đúng lúc này, đột nhiên Phương Minh lôi thái văn lệnh có chút không kịp phản ứng, kéo thái văn lễ lui về phía sau mấy bước cậu phương thái văn lễ không rõ vì sao phương minh lại kéo chính mình chẳng qua hắn lập tức hiểu ngay bởi vì ở nơi hắn vừa đứng ngay lúc trước lúc này có một cây thiết côn bay qua nếu như vừa rồi phương minh không kéo hắn đi sợ rằng thiết côn kia đã cắm xuyên qua người hắn phát hiện này khiến cho thái văn lễ kinh hãi tới đổ mồ hôi lạnh định quay qua cảm ơn phương minh thế nhưng một tiếng kêu trên thống khổ đã cắt đứt hành động của hắn đôi mắt Phương Minh cũng có vẻ ngưng trọng, hắn không nghĩ tới vậy mà hoán khí của Lê Vũ Sông lại sâu đến loại trình độ này, đây là hoán hận tam thế. Chương 764, ta không muốn đánh nhau với ngươi thiết côn mạnh mẽ đánh vào giữa eo của lão đạo sĩ, trong nháy mắt, sắc mặt lão đạo sĩ trở nên xanh trắng, thống khổ ngồi sổng người xuống, ông chặt phần eo không ngừng tru lên. Bất kể như thế nào, Rốt cục hắn cũng là một lão đột sĩ 60 tuổi, tuy rằng xương cốt thân thể cũng coi như cường tráng, nhưng gặp một đòn nghiêm trọng như thế làm sao có thể chịu nổi. Lão đạo sĩ đã không đứng lên nổi, trên mặt ngoại trừ vẻ thống khổ còn có sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải nữ quỷ mạnh mẽ như vậy. Đúng vậy, thực sự hắn chỉ là một tên lường gạt. Biệt hiệu là Hoàng Tam, vốn chỉ là một người đàn ông độc thân, nhưng mà một lần ngoại ý hắn tìm được một đạo quan ở trong núi sâu, mà trong đạo quan kia lại chỉ có một lão quan chủ gần đất xa trời. Lão quan chủ kia thấy hoàng tam cũng chỉ sống một mình đơn độc, cho nên liền chứa chấp hắn, mà hoàng tam có trách nhiệm quét tước đạo quan cùng giặt quần áo làm cơm, ngày trôi qua cũng rất là kham khổ, chẳng qua cuộc sống như vậy lập tức thay đổi ngay sau khi lão quan chủ qua đời. Lão quan chủ đi để lại không ít di vật, trong đó có mấy cái phù lục cùng cái chuông, ngoài ra còn có một quyển bút ký những ghi chép bên trong đều là các loại tri thức về một số quỷ quái hoàng tam không ngu trên thực tế khi hắn trở thành kẻ lang thang còn là con rể tới nhà của một gia đình giàu có sau khi nhìn thấy mấy di vật này hắn biết cơ hội của bản thân mình đã tới vì vậy hắn cố ý nghe ngóng xem phụ cận có nhà ai gặp phải chuyện ma quái gì hay không kết quả thực sự phát hiện một nhà sau đó hắn liền dựa theo phương pháp bắt quỷ đuổi tà trong ghi chép ghi lại đuổi con quỷ kia đi nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, Hoàng Tam vẫn không tính là lừa đảo, nhưng Hoàng Tam là người có giả tâm lớn, nếu chỉ bắt quỷ cho người thường thì nhận được bao nhiêu tiền. Cho nên hắn đổi mục tiêu lên người mấy kẻ giàu có. Đầu tiên là trắng trợn tuyên dương bản lãnh của mình, sau đó lại lừa gạt một số lớn tiền tài lớn giống phương pháp đã lừa gạt Phan Thạch lúc trước. Đương nhiên, những năm gần đây hắn cũng đã gặp qua một số quỷ khó giải quyết, dựa vào đe dọa căn bản không thể đuổi đi được, cuối cùng cũng chỉ có thể vận dụng bùa lão quan chủ lưu lại thế nhưng bùa này chỉ có ba tấm dùng một tấm cũng ít đi một tấm không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng ở trong lòng hoàng tam bùa này là vô địch cho nên lần này sau khi sử dụng bùa kia hắn mới có thể tràn đầy tự tin như vậy nhưng căn bản hắn không biết lúc này loại quỷ hắn đụng phải là oán quỷ tam thế hoàng tam biết bùa lão quan trưởng để lại cho hắn là tứ phương trấn sát diệt quỷ phù vì thế phía trên còn có quan ấn, quy lực rất mạnh mẽ, nếu như đặt lá bùa này ở trong nhà có thể bảo đảm một nhà bình an không bị âm sát khí xâm lấn, mà quỷ hồn bình thường ở dưới bùa này cũng sẽ tan thành mây khói. Nhưng Hoàng Tam cũng không biết oán quỷ tam thế đại biểu cho cái gì, càng không biết bởi vì bùa này của hắn mới kích thích ra oán khí tam thế của Lê Vũ Sông. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về phía Lê Vũ Sông bên kia. Thời khắc này Lê Vũ Sông lại khôi phục hành động, quỷ khí đen trên cơ thể hoàn toàn hóa thành oán khí màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như là phía sau nổi lơ lửng núi thay biển máu vậy. Nhiệt độ toàn bộ phòng khách biệt thự hạ xuống tới mức có thể đóng băng, vợ chồng phan thạch lạnh run. tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn đến hoàng tam té trên mặt đất, cũng biết tình huống có chút không ổn. Cô Lê, cô là bạn gái của con trai tôi, vốn sẽ là con dâu của tôi, ở nhà tôi mấy ngày này tôi cũng chưa từng bạc đãi cô, cái chết của cô cũng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là một ngoại ý muốn, nếu như cô Lê còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì cứ nói cho tôi, nhất định tôi sẽ giúp cô hoàn thành. So sánh với Phan Thạch, lúc này Diêu Lệ Phương lại dũng cảm hơn một chút, mặt đường nói vẫn mang theo chút run run, nhưng lại có thể nói hoàn chỉnh hết lời. Chết! Âm thanh lạnh như băng truyền ra khắp toàn bộ sảnh lớn, thanh âm này khiến cho Hoàng Tam bị hù tới sợ mất mật, một nữ quỷ mới vừa chết mấy ngày dĩ nhiên đã có thể mở miệng nói chuyện dựa theo trong ghi chép của lão quan chủ đã nói như vậy quỷ này có oán khí kinh khủng tới mức gây cả lão đạo trưởng sống dậy cũng chưa chắc có thể bắt được nói gì một tên lừa đảo như hắn tuyệt đối không có khả năng đánh lại và oán quỷ sẽ giết chết hết mọi người ở trong này đây hết thảy đều không liên quan gì với tôi tôi chỉ là người lấy tiền làm việc tôi đi ngay đây oan có đầu nợ có chủ cô muốn báo thù thì cứ tìm bọn hắn báo thù bất chấp đau đớn, Hoàng Tam cắn răng đứng lên, lúc này nếu hắn không đi, một hồi cho dù muốn đi cũng không đi được. Nhưng mà quỷ hồn của Lê Vũ Song lại căn bản không có định bỏ qua cho Hoàng Tam, tay phải giơ lên, cả người Hoàng Tam liền lơ lửng, giống như có người đang thắt cổ hắn rồi từ từ kéo hắn lên không trung vậy. Cả khuôn mặt bởi vì không thể thở nổi thiếu dưỡng khí mà trở nên xanh tím lên. Rầm. Hai giây sau đó, Hoàng Tam trực tiếp bị quăng tới trên tường, một ngụm lão huyết phun ra toàn bộ vẻ mặt cực kỳ uể oải một lần bị bóp cổ này thiếu chút nữa cướp đi hết dưỡng khí của hắn ở đó liều mạng hô hấp lê vũ sông không sát thủ đối với hoàng tam không phải là bởi vì lê vũ sông lưu tình mà là vì lúc này phan thạch muốn chạy trốn mà trong lòng lê vũ sông hận ý của cô ta với phan trạch nhiều hơn hoàng tam rất nhiều bỏ qua hoàng tam bóng dáng lê vũ sông lắc lư mấy cái ở tại chỗ lại sau đó liền xuất hiện ở nơi cửa mà Phan Thạch đang cắm đầu chạy kia lại không biết chút nào, chỉ thấy bản thân đã gần đạp chân tới cửa lớn, trên mặt còn có vẻ mừng như điên. Thẳng đến khi phát hiện mình cả người mình đang bị trói buộc, hơn nữa không ngừng đè ép, ngay tiếp theo Ngũ Tạng Lục Phủ cũng sắp bị thắt chặt tới đổi hình, Phan Thạch mới biết được, căn bản hắn trốn không thoát. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn truyền đến, một cánh tay của Phan Thạch bị mạnh mẽ bẻ gãy, bởi vì lúc này Lê Vũ Song đang cầm lấy một cánh tay của hắn lấy một loại phương thức kéo như kéo cho chết kéo phan thạch lên tầng hai ngoại trừ phan thạch ra lúc này diêu lệ phương cũng bị lê vũ song đưa tay trực tiếp nắm tóc kéo hai vợ chồng này cùng lên tầng hai chẳng qua từ đầu đến cuối lê vũ song cũng không ra tay với phương minh cùng thái văn lễ đang đứng ở một bên dường như hoàn toàn không thấy hai người này không đúng lão quan chủ đã nói qua oán quỷ là không có linh trí trong lòng chỉ có giết chóc nhưng vì cái gì oán quỷ này lại không ra tay với hai người sau khi khôi phục được một chút nguyên khí hoàng tam có chút khó tin nhìn phương minh cùng thái văn loạn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó oán quỷ là chỉ còn biết tới giết chóc sẽ giết sạch toàn bộ người bên cạnh mà bây giờ sở dĩ không giết hắn cũng là vì biết hắn chạy không thoát cho nên dự định ưu tiên giải quyết vợ chồng phan thạch trước nhưng hai người kia không giống nhau hai người kia là hoàn hảo không chút tổn hại nếu như oán quỷ không để ý tới hai người này hai người này hoàn toàn có thể chạy ra khỏi biệt thự cái này không phù hợp với ghi chép về tính nết của oán quỷ trong quyển ghi chép lão quan chủ để lại hoàng tam cũng không biết sở dĩ lê vũ song không xuống tay với phương minh cùng thái văn lễ đó là bởi vì trong trực giác cảm thụ được phương minh khó đối phó một oán quỷ thực sự mất đi linh trí thì chỉ biết giết chóc nhưng tương tự một oán quỷ cũng sẽ có cảm ứng đối với nguy hiểm ở trong cảm ứng của lê vũ song phương minh mang tới cho cô ta một loại cảm giác nguy hiểm cho nên ở tiềm thức cô ta lựa chọn không trêu chọc phương minh nhìn hoàng tam té trên mặt đất kêu trên lại nhìn hai vợ chồng phan thạch bị nữ quỷ kéo đi phương minh khẽ thở dài một cái có lẽ lê vũ song chết có oan tình thậm chí rất có thể người nhà họ phan cũng không phải vô tội nhưng dù vậy cậu cũng không thể trơ mắt nhìn lê vũ song giết người ở ngay trước mặt mình tối thiểu là trước khi cậu còn chưa làm rõ nguồn cơn của chuyện này Cô Lê, tạm thời ngừng tay đi. Phương Minh thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn hướng Lê Vũ xong, từ tốn nói. Tôi. Tôi không muốn đánh nhau với cậu, cậu. Cậu có thể rời đi. Giọng nói lạnh lẽo vô cùng của Lê Vũ xong lại một lần nữa truyền đến, mà Hoàng tâm nghe nói như thế cả người run rẩy, trận tròn mắt, một oán quỷ còn có thể nói lời như vậy, nói rõ cái gì, nói rõ ngay cả oán quỷ kia đều không muốn trêu chọc người trẻ tuổi này tồn tại ngay cả một quán quỷ cũng không dám trêu chọc vậy mà bản thân mình lại còn giả trang lão sói vẫy đuôi ở ngay trước mặt cậu nghĩ tới đây gương mặt già nua của hoàng tam cũng khó có được đỏ lên nhưng đối với hắn mà nói đây ngược lại là một tin tức tốt bởi vì điều này có nghĩa khả năng rất lớn là hắn được cứu rồi vì tiểu ca này không đúng vì đại sư này lúc trước là tôi đã đắc tội nhiều là tôi có mắt không nhìn được thần tiên thật sự mong rằng đại sư ra tay hàng phục quán quẩn miễn cho oán quẩn tàn hại nhân mạng bách tính. Kỳ thực đối với sinh tử của vợ chồng Phan Thạch Hoàng Tam là không chút quan tâm, hắn muốn chính là mình có thể sống sót, nhưng hắn cũng biết bởi vì lúc trước hắn đã đắc tội người trẻ tuổi này, nếu nói đối phương cứu mình chưa chắc gì đối phương có thể nguyện ý. Vậy thì dứt khoát kéo luôn cả vợ chồng Phan Thạch ra làm cớ đi. Chút tâm tư này của Hoàng Tam làm sao có thể giấu giếm được Phương Minh, chỉ có điều một khi bản thân mình đã mở miệng, đương nhiên có nghĩa cậu định nhúng tay chuyện này. Cô Lê, mặc kệ cô có oán khí sâu đậm tới cỡ nào, nhưng cô đã chết rồi, thân làm người âm tàn hại người đưa đường, đây là vi phạm định luật âm dương, đến lúc đó cho dù đến cõi âm cô cũng phải tiếp nhận hình phạt, chẳng bằng nói rõ chuyện này trước đi đã. Phương Minh không muốn ra tay với Lê Vũ Sông, nếu không thì cho dù Lê Vũ Sông là oán quỷ tam thế cũng không phải là đối thủ của cậu. Dù sao thì thời gian Lê Vũ Sông trở thành quỷ hồn cũng còn quá ít Nếu như cho Lê Vũ Sông thêm thời gian mấy năm Dựa vào oán khít khủng kiên ngược lại có thể đánh một trận cùng mình Người nào ngăn ta, chết Tuy rằng Lê Vũ Sông cảm giác được Phương Minh rất mạnh mẽ Thế nhưng oán khí không để cô ta có thể thu tay lại liếc này Thấy thế Phương Minh cũng không nói gì Nhưng mà lại điểm một chỉ về phía Lê Vũ Sông Một đám quan hoa lưu chuyển Rơi vào mi tâm của Lê Vũ Sông cả khuôn mặt lê vũ sông đột nhiên trở nên dữ tợn biển máu sau lưng cũng không ngừng cuồn cuồn chẳng qua vài giây đồng hồ sau đó biển máu bình tĩnh mà dữ tợn trên mặt lê vũ sông cũng biến mất hai tay càng là buông lỏng cánh tay của phan thạch cùng tóc của diêu lệ phương đại sư lúc trước tôi có mắt không trồng còn hy vọng đại sư cứu tôi phan thạch được tự do liền lăn một vòng lăn đến trước mặt phương minh ông bắp đùi phương minh khẩn cầu cứu ông chính ông nên nói hết mọi chuyện ra đi, bằng không cho dù là ai cũng không thể nào cứu được ông. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Thạch, thằng này rõ ràng cho thấy biết nguyên nhân Lê Vũ sông tử vong, nhưng cố ý giấu giếm không nói, chẳng qua có nhiều thứ hắn giấu giếm được người nhưng không lừa được quỷ. Lê Vũ sông không phải tự sát, cô ta là bị người đẩy xuống hại chết. Phương Minh trực tiếp đánh nát tâm lý may mắn của Phan Thạch, Phan Thạch nghe được lời của Phương Minh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt hồi lâu sau trên mặt nổi lên nụ cười khổ, đáp, không sai, quả thật Lê Vũ Song không phải ngoài ý muốn ngã chết, mà là bị tôi đẩy xuống. Chương 765, còn muốn nói xạo Phan Thạch thừa nhận khiến cho Diêu Lệ Phương sợ ngay người, thậm chí đều quên đau đớn trên da đầu, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía chồng mình, nói, ông xã, điều đó không có khả năng, làm sao anh lại có thể đẩy cô lê xuống diêu lệ phương không muốn tin tưởng sự thật này bởi vì ông xã bà ấy căn bản không hề có mục đích để phải làm chuyện như vậy bởi vì cô ta muốn cùng kết hôn cùng con của chúng ta đây là chuyện anh tuyệt đối không cho phép anh không cho phép tùng nhi tìm một người phụ nhưỡng của vì thế anh đã lén nói chuyện với cô ta cho cô ta một khoản tiền để cô ta rời khỏi tùng nhi nhưng cô ta không muốn cho nên lúc đó dưới sự phẫn nộ anh đã đẩy cô ta từ lầu ba xuống phan thạch không dám đối mặt với ánh mắt của vợ mình chỉ cúi đầu nhưng mà phương minh nghe được lời của phan thạch lại cười lạnh liên tục đến lúc này phan thạch còn không nói thật còn đang muốn bị đặt nói dối đã nếu không muốn nói thật tôi đây cũng không hỏi lê vũ xong còn ở nơi này tất cả giao cho chính cô ấy đến giải quyết đi phương minh nói xong lời này xoay người liền muốn rời đi đại sư đại sư Phan Thạch nóng nảy, nếu như vị đại sư trẻ tuổi này cứ đi như vậy, vậy định hắn cùng vợ mình sẽ thể sống nổi. Đại sư, đại sư muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần có thể tiêu diệt nữ quỷ này, tôi có thể cho đại sư tất cả, thậm chí tôi có thể tặng toàn bộ công ty của tôi cho đại sư. Điều kiện của ông rất mê hoặc, nhưng tiếc là tôi không có hứng thú với cái này. Phan Thạch đã liều lĩnh tới mức có thể buông tha cho cơ nghiệp ông ta gây dựng cả đời, cũng không nguyện ý nói ra chân tướng. Nói rõ người hắn muốn bảo vệ còn quan trọng hơn sự nghiệp của hắn nhiều. Lê Vũ Sông là bị con của ông giết chết đi. Lời của Phương Minh khiến cho tồn bộ thân thể Phan Thạch run rung vài cái, mà Diêu Lệ Phương đang đứng bên cạnh lại lập tức phản bác, cái này không thể nào. Con tôi thích cô lên vậy, đã thích tới trình độ muốn cưới cô ấy về làm vợ, làm sao có thể sẽ làm tổn thương cô Lê? Tại sao phải thương tổn Lê Vũ Sông, tôi nghĩ ông xã của bà hẳn là biết chân tướng. Hoặc là ông có thể lựa chọn không nói, vấn đề này tôi cũng liền làm như không biết, rời đi luôn. Phan Thạch cảm thụ được trong mắt Phương Minh lạnh như băng, biết vị đại sư trẻ tuổi này nói được làm được, vì thế sau khi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắng. Mà thôi, đã đến mức này, vậy cũng không có gì mà phải giấu giếm. Lê Vũ Sông thực sự bị Tùng Nhi đẩy xuống tầng ngã chết, chẳng qua Tùng Nhi cũng không phải cố ý muốn hại chết Lê Vũ Sông chỉ là bởi vì tranh cãi cho nên dưới sự phẫn nộ đã đẩy cô ta một cái, lại không nghĩ tới Lê Vũ xong ngã xuống tầng. Đến lúc này, Phan Thạch còn nghĩ muốn biện giải cho con trai mình, chẳng qua Phương Minh cũng không phản bác, chân tướng sự thật rốt cuộc là như thế nào, không phải dựa vào một mình Phan Thạch có thể chứng minh. Ngày đó tôi vừa vặn sớm từ công ty trở về, xe mới vừa chạy đến cửa biệt thự đã thấy Tùng Nhi cùng Lê Vũ xong ở nẫn thượng lầu ba, hình như giữa hai người đang nảy sinh mâu thuẫn gì đó, Vốn là tôi đang định xe đổ đi lên khuyên can một chút đấy Chẳng qua ai biết chờ lúc tôi xuống xe Lê Vũ Song đã rơi xuống dưới lầu Lúc này Phan Thạch không giấu dến Mắt thấy Lê Vũ Song từ trên lầu ngã xuống Hắn biết nếu như cảnh sát điều tra ra chân tướng Nhất định con trai mình sẽ phải ngồi tù Cho nên hắn liền bịa đặt ra một lời nói dối Nói Lê Vũ Song tự mình ngã chết Cũng đã thống nhất khẩu cung với con trai mình từ sớm Đồng thời cũng mời chuyên gia của phương diện này đến giúp đỡ bố trí đương nhiên chuẩn bị trên dưới cũng tốn không ít tiền đối với phan thạch đến nói bản thân mình chỉ có một người con trai đương nhiên không thể nào để nó đi ngồi tù tốn ít tiền ngược lại không có gì vấn đề này cũng cứ vậy mà trôi qua mà con của hắn bởi vì có bóng ma cho nên trong khoảng thời gian này cũng không ở trong nhà tôi biết chuyện này là do con trai tôi không đúng nếu như có thể tôi xin nguyện phụng dưỡng người nhà của cô lê tôi biết cô lê có người em trai đang đi học trung học tôi sẽ sắp xếp một trường đại học tốt cho cậu ấy sau đó lại sắp xếp cho cậu ấy một công việc thật tốt tôi có thể đối đãi với người nhà cô ấy như người nhà của mình đại sư lỗi sai này đã phạm phải mà người chết cũng không thể sống lại cầu xin đại sứ một chút cô lê để cô ấy an tâm tới cõi âm phan thạch dùng ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn hướng phương minh chẳng qua biểu tình trên mặt phương minh không có bất kỳ biến hóa nào hành vi của phan thạch có chút nào đáng để cậu phải đồng tình mặt khác chuyện lê vũ sông căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy ông biết tại sao con của ông lại cãi nhau cùng lê vũ sông không cái này tôi cũng không quá rõ ràng nghe con tôi nói cũng là vì một chút tranh chấp ngôn ngữ ngày thường tùng nhi cũng bị tôi và lệ phương chiều chuộng quen dẫn tới tính tình có chút hư hỏng nhưng tôi tin tưởng tùng nhi tuyệt đối không phải có ý định muốn hại chết lê vũ sông sau khi lê vũ sông chết tùng nhi cũng rất khó chịu nghe được lời của phan thạch Ánh mắt của Phương Minh nhìn về phía Lê Vũ Sông, lo lắng nói: Trên người Lê Vũ Sông có oán khí tam thế. Biết oán khí tam thế có ý nghĩa thế nào không? Có nghĩa là Lê Vũ Sông bỏ cơ hội chuyển thế luân hồi suốt ba đời. Loại này oán khí này xuất hiện há chỉ là vì một tranh chấp miệng lưỡi nho nhỏ có thể gây ra oán khí tam thế. Đây không chỉ cần lực của một mình Lê Vũ Sông, còn phải được cõi âm đồng ý. Nói cách khác trên người Lê Vũ Sông tất nhiên là quán khuất bằng trời mới có thể mượn được oán khí tam thế. À, nhưng... Nhưng đây là sự thực. Phan Thạch ngơ ngẩn, chính con trai của hắn đã nói cho hắn biết như thế, mà hắn cũng tin tưởng con mình không lừa gạt mình. Gọi con trai của ông trở về đi, chân tướng sự tình hẳn là hắn rất rõ ràng. Kỳ thực nếu muốn hiểu rõ chân tướng, Phương Minh còn có một biện pháp, chính là hóa giải oán khí của Lê Vũ Sông, khiến chột trí của Lê Vũ Sông khôi phục thanh minh, từ trong miệng Lê Vũ Sông biết chân tướng, nhưng muốn hóa giải oán khí tam thế, đó cũng không phải chuyện dễ dàng. Tùng Nhi Phan Thạch do dự, con trai là vận mệnh duy nhất của hắn, trong nhà cõng quỷ là Lê Vũ Sông này ở. Hắn thật sự không dám gọi con trai mình trở về. Ông cho rằng chỉ cần con trai ông không có nhà thì nó sẽ được an ổn sao, quán khí tam thết thân, Lê Vũ Sông hoàn toàn có thể thoát khỏi hạn chế không gian, thậm chí cho dù giữa ban ngày cũng có thể xuất hiện, con trai ông lại là hung thủ hại chết cô ấy, làm sao có thể chạy trốn được. Phương Minh biết trong lòng Phan Thạch lo lắng cái gì, trực tiếp đánh nát một điểm hy vọng cuối cùng trọng lòng Phan Thạch, hơn nữa cậu cũng chỉ nói sự thật, sau khi Lê Vũ xong giết chết vợ chồng Phan Thạch bên này, nhất định sẽ đi tìm Phan Tùng. Tôi. Tôi gọi điện thoại cho Tùng Nhi. Gọi nó trở về nhà ngay. Cuối cùng, vẫn là Phan Thạch thỏa hiệp, hắn tin tưởng Phương Minh nói là sự thật, bởi vì sự lợi hại sau khi Lê Vũ song hóa thành quỷ hắn đã kiến thức qua, con trai mình tuyệt đối là trốn không thoát. Phan Thạch chuyện cùng con trai mình cũng không biểu hiện ra dị thường gì ở trong điện thoại, chỉ nói con trai mình về nhà một chuyến, chẳng qua Phương Minh chú ý tới, ngay khi giọng nói của Phan Tùng truyền ra từ trong điện thoại, Lê Vũ sống đã bị mình trấn trụ đột nhiên lại hơi rung động thân thể, điều này nói rõ giọng nói của Phan Tùng đã tạo ra kích thích rất lớn đối với cô ấy. chương 766, chân tướng, một, viền mắt Lê Vũ Sông hiện ra tia máu, cả khuôn mặt vẫn bẹp như vậy, an tĩnh đứng ở nơi đó, mà Phương Minh cũng ngồi xuống trên sofa không nói gì, Hoàng Tam nằm trên mặt đất thỉnh thoảng kêu rên, Phan Thạch thì lại nắm tóc không biết đang suy tư cái gì, về phần Diêu Lệ Phương thì lại thấp giọng khóc nơi này. Về phần Thái Văn Lễ, tuy rằng trong lòng cũng rất sợ hãi, nhưng nghĩ tới chuyện này không liên quan gì với tự mình, hơn nữa cậu Phương còn đang ở ở đây, tự mình sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, tâm tình ngược lại coi như tốt, thậm chí còn hơi mang theo một chút hiếu kỳ. Quán quỷ báo thù, chuyện như vậy trước đây chỉ có thể nhìn thấy ở trên tivi, lần đầu tiên hắn có thể chân chính nhìn thấy ngoài đời thực, nếu nói không hiếu kỳ vậy mới là giả. Phan Tùng trở về rất nhanh, không tới nửa giờ, nơi cửa lập tức truyền tới tiếng gầm của động cơ ô tô, một chiếc xe thể thao thời thượng dừng tại cửa biệt thự, một người thanh niên trẻ tuổi bước nhanh đến. Cha mẹ, hai người gọi con trở về là. Lời Phan Tùng mới nói đến phân nửa liền im bặt mà dừng, bị huống trong sảnh lớn làm kinh sợ đứng im đó, trên mặt sàn có có đầy dây mực cùng dây tơ hồng. Còn có một bộ dáng chật vật của cha mẹ mình, thậm chí còn có thêm đám người phương minh ở đây, khiến cho hắn không biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảnh khắc khi Phan Tùng đi vào, Phương Minh thấy Lê Vũ xong lại có biến hóa, oán khí bị cậu chế trụ kia lại bắt đầu cuồn cuồn, cả khuôn mặt cũng cực kỳ dữ tợn, hai tay càng thêm vũ động muốn chọc tới Phan Tùng, chẳng qua bởi vì bị Phương Minh trói buộc, hai chân của cô ấy không cách nào rời khỏi chỗ hiện tại. Lê Vũ Sông, tạm thời an tĩnh lại. Phương Minh quát nhẹ một tiếng, mà Lê Vũ xong nghe được lời của Phương Minh, cử động kịch liệt hơi có chút bình phục. Nhưng Phan Tùng mới vừa đi tới lại càng hoảng sợ, toàn bộ khuôn mặt tuấn tú hoàn toàn trắng bệt. Phan Tùng là phú nhị đại tiêu chuẩn, từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng, lớn lên cũng rất cao, cộng thêm trên người toàn hàng hiệu, dây lưng hêm, quần áo LV còn có giày Burberry, khắp người tràn đầy hơi thở phú quý, là cái loại hình mà phụ nữ hám giàu cực kỳ muốn bám lên. Cha! Sao? Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt Phan Tùng có chút khó coi, vừa hỏi cha mình, vừa đưa mắt nhìn về phía phương minh, trong mắt mang thẻo bất thiện. Tùng Nhi, rốt cuộc giữa con và Lê Vũ sống chuyện gì? Phan Thạch mở miệng hỏi. Cha, không phải con đã nói với cha rồi sao, Lê Vũ Song là bạn gái của con, chỉ có điều cô ấy quá ham hư vinh, cho nên sau này con cảm thấy không còn quá thích cô ấy nữa, sau đó liền xảy ra tranh cãi. Phan Tùng rất thông minh, không nói chuyện bản thân mình đã đẩy ngã Lê Vũ Song, nhưng hắn nhưng lại không biết chuyện hắn giết chết Lê Vũ Song đã sớm bại lộ. Phan Thạch nghe được câu trả lời của con trai mình, vẻ mặt cũng có chút phức tạp, đứa con trai này của hắn từ nhỏ đã rất thông minh, vô cùng có đầu óc chẳng qua phan thạch không hề cảm thấy này là chuyện gì xấu đầu năm nay nếu như không có đầu óc mánh khóe thì ngay cả bản thân bị bán đi lúc nào cũng không biết nhất là trà trộn trên thương trường mỗi đường đi nước bước đều phải cực kỳ cẩn thận chẳng qua bây giờ hắn lại không hy vọng con trai mình còn lưu tâm nhãn vào lúc này buộc lòng phải giải thích nói tùng nhi về chân tướng lê vũ song tử vong cậu phương đều biết rốt cuộc giữa con và lê vũ song đã từng phát sinh cái gì phải nói rõ ràng tất cả mọi chuyện cho cậu phương nói xong lời này ánh mắt phan thạch lại nhìn về phía phương minh mà phan tùng thuận theo ánh mắt cha mình rơi vào trên người phương minh sắc mặt càng thêm khó coi tức giận hừ nói mày là ai đến nhà tao làm càng cái gì muốn gạt tiền nhà tao sao cha tao sẽ mắc lừa thế nhưng tao sẽ không sở dĩ phan tùng có thể như vậy nói là bởi vì hắn thấy được hoàng tam trên đất đạo bào trên người hoàng tam bại lộ thân phận của ông ta hơn nữa Phan Tùng cũng biết mấy ngày này như trong nhà mình có chút không yên ổn, mẹ cũng đã nói muốn tìm một số cao nhân tới nhìn xem. Nhưng Phan Tùng không nghĩ ra nổi, làm sao cha mình lại ngu như vậy, cho dù mời một ít đạo sĩ các loại qua đây, vậy cũng không cần phải nói chân tướng sự tình ra mà, một khi chuyện này bại lộ ra ngoài không phải hắn sẽ bị ngồi tù sao. Thấy đến lúc này rồi mà Phan Tùng còn có thể ngụy biện, Phương Minh cũng không nói gì thêm ngón tay chỉ hướng phía lê vũ xong điểm một cái mà theo một chỉ này của cậu điểm ra lê vũ xong khôi phục tự do lập tức liền vọt tới trước mặt phan tùng phan tùng chỉ cảm thấy trước người mình đột nhiên kéo tới một cổ khí lạnh khủng còn không đợi đến hắn kịp phản ứng liền cảm giác được cổ của mình bị thứ gì đó bóp chặt đồng thời ở trước mặt của hắn cũng xuất hiện một gương mặt vô cùng kinh khủng quỷ phan tùng tê giọng gầm to trên mặt phương minh ngược lại có vẻ kinh ngạc vậy mà Lê Vũ Song lại có thể ngưng tụ ra thực thể nhanh như vậy, điều này nói rõ oán khí của Lê Vũ Song đối với Phan Tùng đạt đến một mức độ vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, từ oán quỷ biến thành ác quỷ. Lúc này những người khác ở đây cuối cùng cũng có thể thấy được Lê Vũ Song, khi thấy Lê Vũ Song thắt cổ cổn trai mình, trên mặt cha Phan Thạch lộ ra vẻ lo lắng, bọn họ muốn lên trước cứu con của mình, nhưng lại không dám tới gần. Cậu Phương, mau cứu con tôi đi, tôi bảo đảm sẽ bắt con trai tôi nói hết chân tướng mọi chuyện ra, tuyệt đối sẽ không có một chút giấu giếm. Phan Thạch quay qua cầu xin Phương Minh, ánh mắt của Phương Minh nhìn Phan Tùng đã không còn tức giận như lúc nãy nữa, tay phải lại điểm một cái, lại trói chặt Lê Vũ xong. Được tự do. Phan Tùng liều mạng hô hấp, nhìn Lê Vũ sống ở trước mặt, trên mặt của hắn không có một chút màu máu, sợ hãi trực tiếp ngồi bệt trên mặt đất, trong miệng nỉ non, quỷ, quỷ. Tùng nhi, nhanh chóng nói toàn bộ chân tướng cho cậu Phương nghe, bằng không ai cũng không thể cứu con được. Phan Thạch bất chấp lòng thương xót con trai, vội vã dục, bởi vì hắn đã nhìn ra vẻ bực mình trên mặt Phương Minh. Tôi. Phan Tùng vẫn có chút do dự, nhưng thấy đôi mắt sung huyết của Lê Vũ Song đang hung tận nhìn mình chầm chầm, lúc này cũng bất chấp cái gì phạm pháp hay không phạm pháp, vì mạng sống hắn chỉ có thể nói hết tất cả mọi chuyện ra. Tôi nói tôi sẽ nói hết tất cả mọi thứ kỳ thực lê vũ song cũng không phải là bạn gái của tôi không đúng ý tôi muốn nói là lê vũ song cũng không phải tự nguyện trở thành bạn gái của tôi mà là bị tôi bức bách chỉ một câu nói kia trên mặt hai vợ chồng phan thạch liền có thêm vẻ không thể tin con trai mình dáng dấp không tệ lại thêm gia thế hậu đãi muốn tìm loại phụ nữ nào mà không được lại còn cần phải bức bách lê vũ song thực sự rất xinh đẹp Thế nhưng cũng không phải không có cô gái khác xinh đẹp như Lê Vũ Sông, vì sao con trai mình muốn làm như thế? Tiểu Tùng, con. Vì sao con muốn bức bách Lê Vũ Sông trở thành bạn gái của con? Diêu Lệ Phương không nhịn được hỏi. Kỳ thực con. Này đều phải nói tới bản thân Lê Vũ Sông, nếu như trước đây cô ta nguyện ý nhượng bộ, cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Bên trong lời giải thích của Phan Tùng, Cuối cùng Phương Minh cũng biết kia à hắn và Lê Vũ xong đã có chuyện gì xảy ra, mà nghe xong toàn bộ chuyện xưa Thái Văn Lễ càng thêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Phan Tùng tràn đầy phẫn nộ. Phan Tùng, một phú nhị đại, tự thân cũng thông minh xuất sắc, có thể nói người đàn ông như vậy chính là Bạch Mã Vương tưởng lòng rất nhiều nữ sinh, mà khi lên cấp 3 Phan Tùng đã được đám nữ sinh trong trường yêu thích. Từ trung học phổ thông đến đại học cũng đã yêu đương với không dưới 20 cô gái chỉ là tinh lực của một người rốt cuộc là có hạn đợi khi sau khi tốt nghiệp đại học phan tùng phát hiện hắn rất khó dâng lên hứng thú với một người con gái nói chính xác hơn là có hứng thú nhưng rất khó có phản ứng thuộc về cái loại hữu tâm vô lực phát hiện này khiến cho phan tùng tuyệt vọng hắn còn trẻ như vậy nhất là có một lần hẹn một hot mạng kết quả hot mạng kia ly ra tất cả vốn liếng nhưng hắn vẫn không thể ngẩng đầu khinh bỉ trong ánh mắt hot mạng kia khiến cho hắn xấu hổ và phẫn nộ Chính là ở dưới tình huống đó, hắn lựa chọn xuất ngoại, đối với con của người có tiền đến nói, ra nước ngoài học không phải là chuyện lớn lao gì, mà trong thời gian ra nước ngoài học kia, sự cởi mở của người ngoại quốc khiến cho Phan Tùng tìm được lạc thú mới, nhất là khi hắn gia nhập vào một nhóm kia, càng cảm nhận được một loại thể nghiệm rất khác, mà loại thể nghiệm này dĩ nhiên khiến hắn có thể trọng chấn hùng phong. Những bữa tiệc cởi mở, trao đổi bạn gác những người khác, Loại thể nghiệm đặc thù này có thể mang tới cho Phan Tùng thể nghiệm gì sánh kịp, thậm chí sau khi về nước Hắn vẫn tìm một số người có sở thích như thế để tụ hợp đội nhóm Chỉ là cô gái bình thường có mấy ai sẽ đồng ý làm loại chuyện này Cho nên ngay từ đầu đám người Phan Tùng đặt mục tiêu lên mấy người con gái hám giàu hoặc trên người mấy người mẫu ở quán bar Loại chỉ cần cho đủ tiền là có thể được Không quá lâu sau đó, Phan Tùng lại lần nữa chán ghét loại phụ nữ phong trần này khiến hắn không thể nào dâng lên hứng thú được cho nên hắn đưa ánh mắt đánh vào trên người mấy cô gái đàng hoàng mà cũng đúng lúc này lê vũ song tiến vào trong tầm mắt của hắn lê vũ song có dung mạo rất xinh đẹp hơn nữa còn tốt nghiệp từ đại học danh tiếng phù hợp với yêu cầu trong lòng phan tùng cho nên hắn bắt đầu công khai theo đuổi lê vũ song nhưng mà lê vũ song lại cự tuyệt hắn không chút do dự bởi vì lúc kia lê vũ song đã có một người bạn trai khác đối mặt với con nhà giàu theo đuổi lê vũ song không hề động tâm vẫn kiên định lựa chọn bạn trai đã mất cả cha lẫn mẹ được một tay chú anh ấy nuôi lớn điều này làm cho phan tùng cảm giác được lòng tự trọng của bản thân đã gặp phải đã kích vô cùng lớn càng muốn có được lê vũ song phan tùng tìm người điều tra lê vũ song biết lê vũ song cùng người bạn trai kia của cô ấy là thanh mai trúc mã hai người đều từ một địa phương nhỏ bé đi ra tình cảm rất sâu sắc mà hắn từng đã tìm tới bạn trai của Lê Vũ Sông, định đưa tiền khiến người bạn trai này chủ động rời xa Lê Vũ Sông, đáng tiếc đối phương chẳng những không tiếp nhận, lại còn đánh hắn một trận. Từ nhỏ đã được người nhà nâng trong lòng bàn tay, lại bị người bên cạnh nịnh hót lớn lên, đã khi nào Phan Tùng bị người khác sĩ vã như thế, chỉ ít chuyện này dưới cái nhìn của hắn thật sự là vô cùng nhục nhã, cho nên hắn quyết định trả thù Lê Vũ Sông cùng bạn trai của cô ấy. Kỳ thực, nếu như trước đây hắn chỉ cự tuyệt tôi, Tôi cũng sẽ không giận như vậy, nhưng người đàn ông kia lại còn đánh tôi một trận, thậm chí Lê Vũ song tiện nhân kia còn hôn môi tên đó ở ngay trước mặt tôi. Sau khi Phan Tùng nói đến đây, diện mục trở nên dữ tợn cùng vặn vẹo, cho nên tôi muốn hủy diệt người đàn ông kia, tôi muốn khiến Lê Vũ song ngoan ngoãn theo tôi. Nhìn vẻ mặt của con mình biến hóa, vẻ mặt Diêu Lệ Phương tràn đầy đau lòng, bà ấy không rõ con trai vẫn có hình tượng bé ngoan ở trong mắt mình kia, trong lòng dĩ nhiên có thể trở nên vặn vẹo như vậy. Chương 767, Chân Tướng, hai. Phan Tùng là phú nhị đại, có tiền, mà bên cạnh hắn cũng hội tụ một đám người biến thái giống như hắn. Trong mấy lời bạn mưu tính kế của những người này, hắn nghĩ ra một biện pháp để đối phó với Lê Vũ Song cùng bạn trai của cô ấy. Bạn trai Lê Vũ Song là cha mẹ chết sớm, được chú nuôi lớn, chẳng qua chú của hắn chỉ là một người nông dân trung thực, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì nuôi nấng hắn mà vẫn bị thím hẳn quản rất chặt ở nhà, không hề có chút địa vị gia chủ nào. Cho nên, phương pháp xử lý của Phan Tùng rất đơn giản, đó chính là mua chuột thím của bạn trai Lê Vũ Sông. Cho thím hắn một khoản tiền, khiến thím của hắn đi làm một việc chính là đẩy bạn trai của Lê Vũ Sông vào bệnh viện tâm thần. Về người bị bệnh tâm thần, trên thực tế hiện nay pháp luật cũng không rõ, rốt cuộc làm sao mới có thể thẩm định một người có bệnh tinh thần hay không là do bác sĩ đến giám định, nhưng nếu như một người có hướng bị bệnh tâm thần, với tư cách gia thuộc hoặc là người giám hộ là có tư cách đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần trước. Bạn trai Lê Vũ xong cứ như vậy lây phương thức bị bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần, đương nhiên trong này Phan Tùng cũng mua được sĩ tâm thần ở bệnh viện. Đầu năm nay nếu bị bệnh gì khác còn có thể biện giải thậm chí trực tiếp tiến hành nghiệm chứng nhưng bệnh tâm thần loại vật này cho dù bạn trai lê vũ song nói mình không bị bệnh tâm thần cũng sẽ không có người tin tưởng huống chi thím hắn lại còn ngụy tạo bệnh lý của hắn nói hắn đã từng có vài lần phát cuồng đánh người nhà bị bệnh tâm thần đây là do tinh thần đã bị hỗn loạn dẫn tới nên thu trị hay không thu trị không nên thu trị hãy thu trị những bệnh án như vậy cũng không hiếm thấy một triệu phú nào đó bị vợ mình đưa vào bệnh viện tâm thần đợi sau khi xuất viện danh nghĩa tài sản cùng sản nghiệp đều đã bị thay đổi hơn nữa ngay cả việc muốn tố cáo với chính quyền cũng không có cửa nguyên nhân rất đơn giản trong cái khoản bệnh tâm thần này người giám hộ gần như chính là người có quyền uy cao nhất cho dù có bệnh viện đưa ra đủ loại chứng cứ chứng minh là một bác sĩ đơn độc như ông lợi hại hay là người đã sinh sống vài năm thậm chí vài chục năm vợ chồng với hắn như tôi rõ ràng hơn chỉ là một câu nói như vậy đã khiến bệnh viện rất khó phản bác. Người bị bệnh tâm thần đều sẽ không thừa nhận bản thân mình có bệnh, cho nên nhiều lúc khi người thân đồng ý đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần đã bị bệnh viện tâm thần cho rằng người bệnh nguyện ý vào. Cũng không cho rằng đây là bị cưỡng chế thu trị. Dù cho lúc đó trong miệng bệnh nhân vẫn không ngừng hô hào bản thân không có bệnh, là có người muốn hại hắn, khẩn cầu bệnh viện thả hắn rời đi, các thầy thuốc cũng đều sẽ bỏ mặt bởi vì bọn họ không gánh nổi trách nhiệm này hơn nữa ở bệnh viện tâm thần còn có một quy củ đó chính là ai đưa tới người đó đón đi nếu như không được người giám hộ đã đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần lúc trước đồng ý ai cũng không thể thăm hỏi bệnh nhân cùng đưa bệnh nhân xuất viện dù cho người bệnh đã khôi phục thậm chí cho dù ngành tư pháp tham gia cũng giống như vậy phan tùng chính là dựa vào những ví dụ này Vận dụng một số thủ đoạn nhỏ khiến thím của bạn trai Lê Vũ Song ngụy tạo một phần bệnh sử, tống bạn trai Lê Vũ Song vào bệnh viện tâm thần, hơn nữa còn cự tuyệt bất kỳ người nào thăm hỏi. Đương nhiên, nguyên nhân Phan Tùng phải làm như thế ngoại trừ muốn trả thù bạn trai Lê Vũ Song, quan trọng hơn chính là dự định lợi dụng cái này đến hiếp bức Lê Vũ Song đi vào khuôn khổ. Không phải cô rất yêu bạn trai của cô sao? Hiện tại bạn trai cô đã bị tôi đưa vào bệnh viện tâm thần nếu như cô muốn bạn trai cô có thể sống tốt hơn trong bệnh viện tâm thần. Không cần mỗi ngày bị người ta đánh đập tàn nhẫn, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Không thể không nói Lê Vũ Song thực sự rất yêu bạn trai của cô ấy, vì bạn trai mình cuối cùng lựa chọn khuất phục, khuất phục Phan Tùng, mà Phan Tùng thì cứ cách 3 năm ngày lại đa Lê Vũ Song đến bệnh viện tâm thần thăm bạn trai của cô ấy. Đương nhiên, mỗi một lần Phan Tùng đưa Lê Vũ Song bệnh viện tâm thần, đều do lê vũ song thỏa mãn một số yêu quần thái của hắn dưới cái nhìn của phan tùng gần như lê vũ song đã bị hắn hoàn toàn hàng phục hắn có thể đề xuất yêu cầu hắn muốn chân chính cũng chính là ngày đó tôi mới nói chuyện với lê vũ song muốn cô ấy theo tôi tới tham gia buổi tụ hội cùng bạn bè nhưng là tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ cự tuyệt cuối cùng tôi chỉ có thể tung đòn sát thủ nếu như cô ấy đáp ứng yêu cầu của tôi tôi sẽ thả bạn trai của cô ấy ra Lê Vũ Sông vì bạn trai của cô ấy, cuối cùng vẫn đáp ứng, chẳng qua tôi không nghĩ tới những tên gia hỏa kia lại chơi tới mức như vậy. Sau khi trở về từ buổi tụ hội, cả người Lê Vũ Sông liền thay đổi, mỗi ngày vẫn luôn nhốt mình ở trong phòng, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với tôi. Nghe được con trai mình nói đến đây, Diêu Lệ Phương lại nghĩ tới những ngày kia tuy rằng Lê Vũ Sông vẫn ở trong biệt thự. Nhưng trừ thời gian ăn cơm ra thì rất ít khi rời phòng, lúc đó bà ấy còn tưởng rằng có thể là thân thể có chút khó chịu sau đó sau đó tôi lại đưa lê vũ song đi tham gia vài lần tụ hội nhưng lê vũ song vẫn thúc giục tôi đến bệnh viện tâm thần thả bạn trai của cô ấy thế nhưng căn bản là tôi không hề định bỏ qua cho bạn trai cô ấy nói lời kia chẳng qua là lừa dối cô ấy mà thôi cũng chính là vào ngày đó cô ấy nói trong điện thoại của cô ấy có quay hình buổi tụ hội của chúng tôi nếu như tôi không tha bạn trai của cô ấy sẽ đến cục cảnh sát tố cáo tôi khi đó tôi tức giận không thôi cho nên liền đẩy cô ấy một cái nhưng không nghĩ tới cô ấy lại té xuống như vậy chân tướng tới đây xem như đã khá rõ ràng hoàng tam nghe được một ngụm răng vàng đều lộ ra dùng một loại không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn hướng phan tùng tự mình chỉ muốn lừa đảo một chút thỉnh thoảng nhân cơ hội ăn chút đậu hũ của mấy thiếu phụ kia nhưng tiểu tử trước mắt này đã vậy còn quá hung ác loài chuyện này đều làm được thái văn lễ cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn phan tùng hắn chính là người có con gái nếu như có người dám dùng biện pháp này đối phó với con gái hắn vậy hắn sẽ liều mạng đối phương thậm chí lúc này hắn đều muốn tàn nhẫn đi lên đánh thằng nhóc này một trận hắn làm vậy thì nào phải là con người nữa hắn là súc sinh chỉ vì những dục vọng biến thái trong lòng dĩ nhiên làm ra những chuyện bị ổi tới mức đó người như thế quả thực là chẳng bằng con chó nên lập tức bắn chết sắc mặt phương minh cũng âm trầm không gì sánh được gần như có thể nặng ra nước, cậu biết hẳn cái chết của Lê Vũ song tràn đầy oan khuất, nhưng không nghĩ tới khi còn sống dĩ nhiên đã gặp phải vũ nhục như vậy. Rầm Một chưởng nặng nề vỗ vào trên bàn gỗ tử đan. Dưới một chưởng của cậu bàn gỗ trực tiếp hóa thành mảnh vụn, có thể nghĩ lúc này lửa giận trong lòng Phương Minh nhiều tới bao nhiêu. Phan Thạch dùng một loại ánh mắt xa lại nhìn con tràm, hắn không thể tin được những lời này sẽ phát ra từ trong miệng con trai mình càng không thể tin được những hành vi cầm thú như vậy dĩ nhiên là con trai mình làm. Là một người cha, con trai mình lỡ tay đẩy Lê Vũ Song té lầu dẫn đến Lê Vũ Song tử vong, vì con tràn hắn che giấu chân tướng, mặc dù trong lòng là có chút hổ thẹn, nhưng càng nhiều hơn chính là lựa chọn tin tưởng con trai mình. Trên dung nhan tiều tụy của Diêu Lệ Phương lúc này cũng phủ đầy lệ ngân. Đây là đứa con trai bà ấy vẫn lấy làm kiêu ngạo sao? Những năm gần đây, con trai mình vẫn đang diễn trò ở trước mặt mình sao? Rốt cuộc bản thân mình đã nuôi dưỡng ra loại người gì thế này? Đều là phụ nữ, quả thực bà ấy không dám tưởng tượng nếu như những chuyện Lê Vũ Song gặp phải rơi ở trên người mình, tự mình có thể sẽ vì đó mà tan vỡ tới điên mất hay không. Cha, con biết lỗi rồi, thực sự, cha nhất định phải mau cứu con, con có thể bồi thường cho bạn trai Lê Vũ Song, con sẽ khiến cậu ta được ra khỏi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, cho hắn tiền hắn muốn bao nhiêu tiền con đều cho hắn. Phan Tùng nhìn cha mình, mà lúc này Phan Thạch lại đi về phía hắn, dường như cũng không sợ quỷ hồn của Lê Vũ song bên cạnh, đi tới trước mặt con trai mình, trực tiếp tác mạnh một bạt tay, ngay sau đó lại đạp thêm một đạp nữa. Mày là tên khốn kiếp xuất sinh, việc trái với lương tâm duy nhất đời này Phan Thạch tao làm chính là giấu dến chân tướng giúp mày, sớm biết rằng mày là xuất sanh như vậy, lúc trước tao đã để cảnh sát bắt mày đi, Phan Thạch Tào không có đứa con trai như mày, nhà họ Phan cũng không tạo ra một đứa con bại hoại tới mức đó. Phan Thạch không ngừng đánh mạnh lên người Phan Tùng. Nhưng mà Phương Minh không nhúc nhích chút nào, chỉ lạnh lùng nói, khổ nhục khí cũng đừng diễn, hành vi phạm tội của con ông, không phải ông đấm mấy đấm đá mấy đá là có thể giải quyết. Nghe được lời nói của Phương Minh, thân thể Phan Thạch cương cứng, cả người trong nháy mắt già hơn mười mấy tuổi, sau khi thở dài một hơi cuối cùng vẫn yên tĩnh không nói thêm lời gì tiêu sái đi về vị trí bên cạnh vợ mình lệ phương chúng ta đi thôi phan thạch diều lép của chính mình cũng không liếc nhìn con trai mình lấy một lần bởi vì hắn biết rõ cho dù con trai mình không chết dưới sự báo thù của lê vũ xong cũng trốn không thoát sự thẩm lý và phán quyết của pháp luật đã như vậy vậy thì cho lê vũ xong một cơ hội trả thù đi hổ dữ không ăn thịt con làm ra quyết định này trong lòng Phan Thạch cũng rất gian nan, nhưng hắn biết hắn nhất định phải làm ra quyết định như vậy, không chỉ bởi vì quỷ hồn của Lê Vũ Sông ở chỗ này, còn vì cậu phường bí lại mạnh mẽ kia. Mẹ, cứu con, mẹ không thể bỏ rơi con như vậy được. Thấy cha mẹ mình muốn rời đi, Phan Tùng hoàn toàn lúng cuốn, trước đây nếu như bản thân mình phạm phải một chút chuyện nhỏ, cha mẹ đều sẽ giải quyết mình, cũng giống như khi hắn vừa lên cấp 2 không cẩn thận khiến một cô bé lớn bụng lên, cuối cùng nữ sinh kia chuyển trường, mà hắn thì không bị chút ảnh hưởng nào. Diêu Lệ Phương nhìn con tràn, trong ánh mắt có vẻ không nở, nếu như có thể mà nói, bà ấy rất muốn trả nợ thay con trai mình, có thể khiến Lê Vũ xong đến giết chết bản thân mình, nhưng bà ấy biết điều đó là không có khả năng, ánh mắt của cậu Phương kia đã nói cho bà ấy. Tùng Nhi, nếu có kiếp sau, không nên đầu thai làm con của mẹ nữa. Sau khi lưu lại lời này, Diêu Lệ Phương không dám liếc con trai mình lấy một cái, bởi vì bà ấy sợ lại liếc mắt nhìn sợ rằng bản thân sẽ không nhìn được. Để mặt chồng mình dịu bản thân rời khỏi căn biệt thự này. Tôi. Tôi đi ngay đây, vấn đề này không có quan hệ gì với tôi, hơn nữa sau này tôi bảo đảm sẽ không gạt người nữa. Hoàng Tam cũng lập tức đứng lên, giờ khắc này dường như cả người cũng không còn đau đớn gì nữa, cũng không kêu trên, xám xịt chạy ra phía ngoài cửa mà lúc này phương minh lại không ngăn cản ông ta ông chủ thái ông cũng đi về trước đi phương minh nhìn về phía thái văn lễ thái văn lễ cũng biết kế tiếp trong biệt thự này sẽ phát sinh cái gì sắc mặt nặng nề gật đầu cuối cùng liếc nhìn quỷ hồn của lê vũ sống ở nơi đó thở dài đi ra khỏi cửa chính đây là một cái cô gái đáng thương Chương 768, đưa người đi một nơi bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Đây là lần thứ hai Phương Minh tới đây, mà lúc đến nơi này đầu tiên chính là bởi vịt trai Trương Vĩnh, ngay cả bản thân Phương Minh cũng không nghĩ tới, vài ngày sau tự mình sẽ đến lần nữa. Cửa chính của bệnh viện vẫn đóng chặt lại, bảo vệ an tọa ở trong phòng an ninh đang nhàn nhã uống trà nóng xem TV, hai bên tường viện chỉ có mấy cây đại thụ trụi lũi, lá cây đã triệt để tàn lụi trong gió rét đoàn người đi ngang qua cũng đều nhanh chóng rời khỏi nguyên nhân là vì tất cả mọi người biết tại phía bên trong nơi chỉ cách bọn họ một bức tường kia đều là người bị bệnh tâm thần nhất là ở thời hiện đại internet thông tin phát đạt tin tức những người bị bệnh tâm thần này đã thương người được phổ biến rộng rãi nhiều người biết được cho nên khi mọi người đi tới đây giống như là có kiên kỵ gì đó cũng sẽ không tự chủ được bước nhanh hơn cách nhau một bức tường là hai thế giới hoàn toàn khác nhau ở sau mặt tường này là nơi có chứa một đám bệnh nhân tâm thần không có bất kỳ tự do cũng không có bất kỳ nhân quyền gì đáng nói. Từng tháng này lại có 6 bệnh nhân được đưa vào, trong đó có hai bệnh nhân có điều kiện gia đình rất không tồi, cũng có thể kiếm thêm một số. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Từ Duệ vui vẻ nhìn lý lịch sơ lược của bệnh nhân trước mặt, không bao lâu, một vị bác sĩ đẩy cửa đi đến, nói: "Viện trưởng, người nhà của Trương Hải xương bệnh nhân cấp A muốn đưa bệnh nhân xuất viện." không cho phép. Từ Duệ không hề nghĩ ngợi liền cắt đứt, cái từ cấp A này là hắn sáng lập đấy, sau khi hắn tiếp nhận bệnh viện này đã chia hết bệnh nhân trong viện thành mấy cấp bậc, dựa theo trình độ kinh tế của gia đình để chia bệnh nhân thành người từ cấp A tới cấp D, càng là người có tiền lại càng không thể đơn giản thả xuất viện. Magia thuộc của những bệnh nhân kia vì để cho bệnh nhân ở bệnh viện có thể được điều trị cùng bảo vệ một cách tốt nhất, bắt buộc phải bị bệnh viện bóc lột, thậm chí âm thầm tặng lễ. Từ Duệ không sợ gia thuộc này sẽ gây chuyện, nguyên nhân là vì một bệnh nhân tâm thần đã khỏi hẳn hay chưa, cũng không phải tùy người nhà định đoạt, cũng không phải tùy ngành tư pháp định đoạt, mà là tùy bác sĩ trong viện họ đến định đoạt, chỉ cần trong viện nói bệnh của bệnh nhân còn chưa lành, vậy thì không cách nào xuất viện. Về phần sợ bởi vậy đắc tội với người, căn bản Từ Duệ sẽ không đặt vấn đề này ở trong lòng. Ma Đô là cái thành thị, đó là một trong những thành phố xếp hạng trước 10 trên cả nước. Ở cái thành phố này vô vô cùng nhiều người có tiền, tài sản hơn chục triệu đều không coi vào đâu, tuy rằng những người này có không ít tiền, nhưng lại không mấy người có bối cảnh dính với phía chính phủ. Nếu như ở huyện thành nhỏ, một triệu phú, phóng chừng người đó sẽ có quan hệ với tất cả đầu lĩnh lãnh đạo trong huyện nhỏ đó, hắn còn không dám đắc tội, thế nhưng ở Ma Đô tùy ý có thể thấy được CEO cùng tổng giám đốc, có tiền thì thế nào, mấy người từ bên ngoài tới như các người không có căn cơ ở bản địa căn bản hắn không e ngại. Viện trưởng, Trương Hải Sương kia ở bệnh viện đã hơn 2 năm. Bác sĩ có chút khó xử nói, chủ yếu là hắn đã thu tiền của nhà họ Trương rồi, đồng ý với người nhà họ Trương có thể chứng minh bệnh nhân đã lành bệnh để được đưa ra ngoài. Đạt tới yêu cầu sao? Từ Duệ không nhanh không chậm hỏi, một số chuyện ấn ở bên trong giữa thủ hạ bác sĩ cùng người nhà bệnh nhân hắn cũng hiểu rõ, tự mình ăn thịt cũng phải lưu lại cho bác sĩ uống chút canh, bằng không mà nói những bác sĩ này sẽ không nghe lời của mình trực tiếp tố cáo với bên trên kết quả như vậy cho dù là hắn cũng không chịu nổi còn kém ba chục ngàn thì đến được đến lúc đó khi xuất viện thời gian lại nói gia đình đó mua thêm một chút thuốc nữa là đủ được đã như vậy vậy thì thả hắn xuất viện đi dù sao trương hải sương cũng là bệnh nhân của ông ông là hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân chẳng qua phải nhớ kỹ chúng ta phải có trách nhiệm với bệnh tình của bệnh nhân phải có thái độ phụ trách với xã hội tuyệt đối không thể lạm dụng lòng tốt được. Nghe được công ngữ thành khẩn thấm thía của Từ Duệ, trên mặt bác sĩ Nam gật đầu lộ ra vẻ tán thành, trong lòng lại không cho là đúng, ý trong lời viện trưởng Từ đã nói rõ ràng chính là không muốn gánh trách nhiệm. Nếu như sau khi Trương Hải xương xuất viện bệnh tình tái phát thì chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm. Chẳng qua thầy thuốc kia cũng không sợ, từ lúc nửa năm trước kỳ thực Trương Hải xương cũng đã bình phục chỉ là bởi vì không đạt tới chỉ tiêu tiêu phí của bệnh nhân cấp A là 500.000 do viện trưởng đặt ra, cho nên mới vẫn còn chưa được thả xuất viện mà thôi. Bác sĩ Nam rời đi, trên mặt từ duệ quẻ dương dương đắc ý, trước đây khi hắn bị điều từ bệnh viện top 3 đến bệnh viện tâm thần làm chức viện trưởng, trong lòng vẫn luôn cực kỳ bất mãn, một viện trưởng của bệnh viện tâm thần. Nói ra đều khiến người ta cảm thấy dị ứng. Thế nhưng sau khi trở thành viện trưởng, Hắn mới biết được làm viện trưởng của bệnh viện tâm thần thoải mái tới cỡ nào, những bệnh nhân này cũng không giống như những bệnh nhân tâm thần ở viện khác, thường xuyên trách cứ bác sĩ, thỉnh thoảng còn gây ra mấy chuyện náo loạn, ở trong bệnh viện tâm thần này, hắn chính là tồn tại nhất ngôn cửu đỉnh. Đúng rồi, cái tên tiểu tử Lâm Chân kia gần đây thế nào, nếu như còn không thành thật, vậy thì giáo huấn hắn nhiều nhiều một chút, ai kêu thằng nhóc này dám đắc tội với cậu Phan, tôi đã thu của cậu Phan những 500.000 đó sau khi từ duệ xem hết văn kiện trong miệng nói nhỏ một câu cái bệnh viện tâm thần này của hắn trừ một số người bị bệnh tâm thần chân chính cũng không thiếu người bị bệnh tâm thần được đưa vào mà một khi bị thu nhận vào bệnh viện tâm thần trở thành bệnh nhân chẳng khác nào người bị hạn chế năng lực hành vi hoặc là người không có năng lực hành vi như vậy giám hộ của bệnh nhân này sẽ có thể đại diện thay quyền toàn bộ hành vi dân sự của bệnh nhân kể cả quản lý tài sản đối với từ duệ đến nói đây mới là nguồn thu nhập lớn chân chính của hắn, mấy năm nay hắn chỉ dựa vào cái này liền lén thu nhập đạt đến mấy triệu. Những người đưa người thân của mình vào viện tâm thần sau đó lén mưu đồ lấy tài sản của người đó, đều ngầm đút lót tiền cho hắn. Từ duệ không sợ phiền phức tóc mà bản thân phải gánh, dù sao dựa theo pháp luật quy định, cưỡng chế thu trị là không có ngưỡng cửa, những bệnh nhân kia không có quyền lợi cự tuyệt thu trị, mà nếu quả thật chuyện xảy ra bị lộ ra ngoài dẫn tới truyền thông truy hỏi, Hắn cũng có thể dùng người nhà bệnh nhân đến từ chối, gia thuộc người ta đều nói bệnh nhân có bệnh tâm thần, vậy thì nhất định là có bệnh tâm thần, lại thêm giả tạo một số liệu kiểm tra cùng lý lịch sơ lược. Có thể khiến bản thân mình trở nên trắng sạch. Chẳng qua đừng nói, cậu Phan Kia cũng thật vẫn rất biết chơi đấy, tụ hội sởi mở, không hổ là người đã từng được ra nước ngoài, trên phương diện này thật đúng là quá lợi hại, hình như bạn gái của cậu Phan Kia chính là bạn gái cũ của Lâm Chân lớn lên thật đúng là xinh đẹp đáng yêu, hắc hắc. Lần sau khi có tụ hội, tôi cũng phải tìm cơ hội nếm một chút mùi vị. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Từ Duệ đang đắm chìm trong huyễn tưởng của bản thân mình, tiếng đập cửa cắt đứt ảo tưởng của hắn, khiến cho trên mặt hắn lộ ra vẻ không vui, mấy người trong bệnh viện đều biết lúc này là lúc mình bắt đầu ngủ trưa. Ai dám tới quấy rầy mình này? Hổn Thư ký Tào đang muốn mở miệng mắng lên, Đột nhiên Từ Duệ thấy mấy bóng người đang đi tới, nhất là thấy vị dẫn đầu kia, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, đối với người của hệ thống vệ sinh, sợ rằng không nguyện ý nhất chính là nhìn thấy vị lãnh đạo này. Quan lớn phụ trách kỷ luật của bộ vệ sinh, Tào Cương. Từ Duệ nhận được tố cáo, có người tố cáo ông lợi dụng chức vụ, thu lấy mấy món hối lộ lớn, lén thả người bị bệnh tâm thần xuất viện, mạnh mẽ thu trị công dân không bị bệnh tâm thần, hiện tại xin theo chúng tôi quay về tiếp thu điều tra. Nghe được lời thư ký tàu nói, lại nhìn vẻ mặt của ký tàu, Từ Duệ liền biết mình là thực sự xong, có người tố cáo cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là vậy mà thư ký tàu loại tự mình đến đây, này chỉ có thể nói rõ một điểm, trong tổ chức đã quyết tâm muốn bắt hắn. Từ Duệ bị mang đi, cùng bị mang đi như hắn còn có mấy người nhân viên quản lý hành chính, nhưng không ít bác sĩ trong bệnh viện hiểu rõ trong lòng, đây chỉ là một khởi đầu, bởi vì Từ Duệ, cả bệnh viện có không ít bác sĩ đều hư hỏng, đợi sau khi từ duệ khai báo hết đương nhiên những thầy thuốc này cũng sẽ phải chịu thẩm lý và phán quyết từ duệ bị mang đi cùng lúc đó cũng có một viện trưởng được cử tới đây đây là viện trưởng cùng đi theo tào cương đứng nhìn tào cương áp tải từ duệ lên xe rời đi sau đó vì viện trưởng mở này cũng không lập tức đi dự họp hội nghị mà là đi tới một phòng bệnh khác lâm chân cậu có thể xuất viện có người chờ cậu ở cửa sân lâm chân đang chui rút trong một góc phòng nghe vậy ngẩng đầu trên mặt tràn điếc thương xanh tím kia lại lộ ra vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là đã bị mấy lời của viện trưởng mới tới này làm chấn kinh. Lâm chân, tư duệ đã bị cấp trên bắt đi tiếp nhận điều tra. Cũng biết cậu là bị cưỡng chế thu trị, bệnh viện sẽ có hội nghị bồi thường cụ thể cho cậu, đợi sau khi hội nghị kết thúc sẽ thông báo cho cậu, tôi xin thay mặt bệnh viện chân thành xin lỗi cậu vì những khổ cực cậu đã phải chịu bao nhiêu ngày qua. Viện trưởng mới rất thành khẩn tuy rằng trong lòng của hắn tràn ngập vô số nghi ngờ lần này từ duệ rơi đài rõ ràng có liên quan tới người thanh niên tên lâm chân trước mắt này cái gọi là có người tố cáo tuy rằng tồn tại nhưng nếu như dựa vào tố cáo có thể kéo một vị viện trưởng xuống hơn nữa còn là nhanh chóng mau lệnh vậy vậy gần như hơn phân nửa quan viên đều đã bị bắt đi nói cách khác tất nhiên là có nhân vật lớn ra mặt thay lâm chân nhưng lâm chân trụ đài lớn như vậy lại làm sao có thể sẽ bị tống vào bệnh viện tâm thần còn có thể bị nhốt lâu như vậy. Mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng vị viện trưởng mới này cũng biết, có một số việc hắn không nên tò mò quá nhiều, nói chung lần này từ duệ rơi đại khiến hắn nhặt được vị viện trưởng là một chuyện tốt, dù chỉ là viện trưởng bệnh viện tâm thần thì đó cũng là viện trưởng, địa vị không hề thấp hơn mấy viện trưởng bệnh viện hạng thấp kia. Mười phút sau, Lâm Chân đi ra khỏi bệnh viện tâm thần. Đến hiện tại hắn đều có chút hoảng hốt, thân nhân bán đứng, bạn gái phản bội, bao nhiêu buổi tối hắn đã nghĩ tới hay là bản thân cứ kết thúc sinh mệnh như vậy đi ánh sáng mặt trời có chút chói mắt mà lâm chân cũng nhìn thấy người trẻ tuổi đứng ở cửa bệnh viện trẻ tuổi như hắn dựa theo vị viện trưởng mới kia đã nói sau khi bản thân mình xuất viện sẽ có người đón mình nhưng dường như mình không nhận ra cậu ấy lâm chân đưa anh đi một nơi nhìn mặt lâm chân đầy râu tinh thần hoảng hốt trong lòng phương minh cũng khe khẽ thở dài chẳng qua lập tức cậu đã phát hiện vẻ đề phòng tòng mắt lâm chân. Hiển nhiên trải qua đã kích lần này, trong lòng hắn đã sinh ra vô số phòng bị với người ngoài. Yên tâm, tôi sẽ không hại anh, bằng không cũng không cần phải đưa anh ra khỏi bệnh viện tâm thần. Nghe được lời nói của Phương Minh, Lâm chân trầm ngâm một lát, cuối cùng mới gật đầu, cũng đúng, nếu như muốn đối phó mình, hoàn toàn không cần phải cứu bản thân mình ra khỏi bệnh viện tâm thần. Phương Minh chặn một chiếc taxi, Lâm Chân ngồi vào cùng hắn, dọc theo đường đi hai người Phương Minh cùng Lâm Chân không ai nói câu nào, thẳng đến cuối cùng taxi dừng lại nghĩa trang. Chương 769, Tỉnh dạ tư biệt danh, Mẫn Nông tự Giang Tuyết, sau khi xuống xe ở nghĩa trang, vẻ mặt Lâm Chân tràn đầy nghi ngờ, không rõ vì sao người thanh niên trẻ tuổi không khác gì mình trước mắt này lại muốn dẫn mình đến nơi đây dọc theo con đường này tuy rằng lâm chân không chủ động mở miệng nói chuyện nhưng cậu một mực yên lặng quan sát đối phương kết quả sau cùng lại phát hiện đối phương còn bình tĩnh nhẫn nại hơn cả bản thân mình một đôi mắt kia yên tĩnh như nước hồ mùa thu căn bản không thể nhìn ra bất kỳ tin tức hữu dụng nào trên nét mặt đối phương tôi tên phương minh giữa lúc lâm chân nghi ngờ đột nhiên nghe được lời nói của đối phương cậu theo bản năng liền trả lời tôi là lâm chân tôi biết nghe được đối phương trả lời lâm chân cũng cười khổ một cái đối phương có thể cứu bản thân mình ra khỏi bệnh viện tâm thần vậy khẳng định là biết tên mình chính mình trả lời câu kia thật sự là quá vô ích phương minh nhìn lâm chân có mấy lời cậu thật sự là không cách nào nói ra khỏi miệng tỉ như những chuyện lê vũ song gặp phải nhưng mà có một số việc cậu lại phải đi làm dù cho trong lòng lê vũ song cũng không muốn khiến lâm chân biết những chuyện này lâm chân nghe nói cậu có một thanh mai trúc mã vừa ở phía trước dẫn đường, Phương Minh vừa mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt của cậu cũng nhìn chầm chầm lâm chân, chú ý đến từng biến hóa biểu tình trên mặt lâm chân. Quả nhiên, sau khi nghe thấy bốn chữ thanh mai trúc mã, vẻ mặt lâm chân liền thay đổi, đầu tiên là kinh ngạc mang theo một chút tình cảm ấm áp, nhưng mà theo đó lại trở nên phẫn nộ, đến cuối cùng càng là lạnh lùng đáp, tôi không có thanh mai trúc mãi cả. Trong lòng lâm chân, cậu không thể tiếp nhận chuyện Lê Vũ xong phản bội, bởi vì cậu cũng không biết chân tướng, nhưng cậu vẫn thấy Phan Tùng dẫn theo Lê Vũ Song xuất hiện ở trước mặt của cậu. Đối với cậu mà nói đây là phản bội nhất. Ánh mắt của Phương Minh nhìn lâm chân, không nói gì nữa, mà là tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng ngừng lại trước một cái mộ bia. Ánh mắt lâm chân đã rơi vào trên bia mộ, đột nhiên lão đảo một chút, hai mắt nhìn chồng chọc vào trên bia mộ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không, điều này sao có thể, tôi không tin tôi không tin nhìn cái tên quen thuộc trên bia mộ kia lâm chân không thể nào chấp nhận được sự thật này giờ khác này trong mắt của cậu đã không có hận ý cùng phẫn nộ có chỉ thất kinh cùng không thể nào chấp nhận được bất kể như thế nào đây cũng là người con gái cậu yêu nhiều năm cô ấy sao cô ấy lại có thể chết như vậy tôi không tin nhất định là cậu lừa gạt tôi nhất định là vũ song chưa chết cô ấy chưa chết nhìn dáng dấp lâm chân có chút điên cuồng, trong lòng Phương Minh ngược lại là có chút vui mừng, cảm giác được vui mừng thay Lê Vũ Song, chỉ ít không uổng công Lê Vũ Song vì lâm chân mà hy sinh nhiều tới như vậy. Lâm chân, nơi này có phong thư là Lê Vũ Song để cho tôi nhờ tôi chuyển giao cho cậu. Trên tay Phương Minh xuất hiện một phong thơ, phong thư này thực sự là do Lê Vũ Song viết, hơn nữa là Lê Vũ Song lưu lại trước khi cô ấy tử vong. Trên thực tế, trong lòng Lê Vũ Song đã chuẩn bị kỹ càng, cô ấy đã sớm chờ đợi ngày Lâm Chân xuất viện, cô ấy sẽ kéo Phan Tùng chết theo cô ấy. Lâm Chân Si ngốc tiếp nhận phong thư, vẻn vẹn chỉ vừa mở ra liếc mắt nhìn, nước mắt liền không nhìn được chảy xuống, đến sau này càng là phát cuồng ổng bi Lê Vũ Song gầm lên. Đây là một loại phát tiết, mà Phương Minh thì lại đứng ở một bên cũng không quấy nhiều, cậu không có xem nội dung trong thư, nhưng cũng biết có lẽ Vũ Song sẽ không nói cho Lâm Chân một số chân tướng bởi vì cô ấy muốn để lại cho lâm chân một ấn tượng tốt nhất nửa giờ trôi qua cảm xúc của lâm chân mới khôi phục lại bình tĩnh hơn mà lá thư này cũng đã sớm bị nước mắt của cậu làm ướt nhẹp nhưng cho dù là như vậy cậu vẫn thận trọng gấp gọn lá thư này lại sau đó vẻ mặt trân trọng để vào trong ngực của mình lâm chân tuy rằng lê vũ Song đã đi nhưng tôi nghĩ khẳng định cô ấy hy vọng cuộc sống sau này của anh có thể trôi qua thật tốt dẫn theo hy vọng của cô ấy cùng nhau sống sót phương minh không phải cái loại người biết an ủi người cậu chỉ thuật lại lời của lê vũ song cho lâm chân về phần lê vũ song ở ngày hôm qua đã đi đến cõi âm thời gian trở lại một ngày trước khi phương minh rời khỏi biệt thự nhà họ phan lê vũ song cũng bị cậu đưa đi mà bởi vì giết chết phan tùng oán khí của lê vũ song cũng được hóa giải hơn phân nửa chỉ là rốt cục lê vũ song đã hóa thành ác quỷ hơn nữa bởi vì loạn khí tam thế Phương Minh cũng không lựa chọn hóa giải oán khí của Lê Vũ Sông, mà là đưa Lê Vũ Sông về cõi âm. Quỷ hồn của Lê Vũ Sông về tới cõi âm, dĩ nhiên oán khí cũng sẽ tiêu tán, chẳng qua trong lòng Phương Minh vẫn có một điểm hiếu kỳ, cậu muốn từ Lâm Chân này đạt được đến đáp án. Lâm Chân, có phải giữa cậu và Lê Vũ Sông đã từng gặp phải chuyện đặc thù gì đó? Nghe được lời nói của Phương Minh. Lâm Chân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra vẻ nhớ lại, Cậu cùng với Lê Vũ song lâu như vậy, nhưng muốn nói tới những chuyện đặc biệt, dường như chỉ có một thứ. Năm năm trước khi tôi và Vũ Song mới tốt nghiệp trung học, hai người chúng tôi đã đến Nam Cương Du ngoạn một chuyến, lúc đó có thể là bởi vì thủy thổ không quen, khi tôi vừa đến Nam Cương liền bị bệnh, hơn nửa bệnh vô cùng nghiêm trọng, cho tới sau này Vũ Song tìm tới một lão bà bà người bản xứ, lão bà bà cho tôi một số dược thảo hồi phục cơ thể, sau đó cơ thể của tôi mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Lâm Chân nhớ lại 5 năm trước bản thân đã có một hành trình tới Nam Cương kia. Sau đó cậu mới biết được phải khó khăn lắm mới có thể mời bà bà kia, ở tại một địa phương gô cùng vắng vẻ, là Vũ Song đi hơn 10 dặm đường núi tự mình mời tới. Cậu đã hỏi qua Vũ Song Phi nói thế nào mới mời được lão bà bà kia tới đây, nhưng Vũ Song lại chỉ quay qua tươi cười với cậu, nói thẳng đây là một bí mật, còn nói sau này nếu như tôi dám bắt nạt cô ấy, vậy thì người gặp không may ngược lại là tôi nghe được lâm chân giải thích trong nháy mắt phương minh đã hiểu rõ tất cả hiểu vì sao lê vũ song sẽ có oán khiết tam thế cổ tình nhân vị lão bà kia bà hẳn lạc sư nam cương mà lê vũ song đã bị gieo cổ tình nhân cổ tình nhân cũng không cần gieo có cả hai người chỉ cần gieo vào cơ thể một người trong đó là đủ nếu người bị gieo cổ tình nhân này mà phản bội tình lữ vậy thì sẽ gặp phải phản phệ mặt khác cổ tình nhân là một loạt rất đặc thù nó cũng không phải một loại cổ trùng, đúng hơn phải nói là một loại khế ước thuộc về về linh hồn, lấy linh hồn của bản thân mình làm khế hẹn. Loại khế ước này có thể khiến hồn phách của một người trở nên mạnh mẽ, cho nên sau khi Lê Vũ xong chết, quỷ hồn của cô ấy ở dưới tác dụng của cổ tình nhân. Mới có thể có được oán khít tam thế. 15 phút về sau, Phương Minh dân một nén nhang cho Lê Vũ xong sau đó rời khỏi, về phần lâm chân. Lúc bóng đêm triệt để đen xuống cậu mới đi ra khỏi nghĩa trang, mà Lâm Chân cũng không biết, ở trong đêm đen đó, có một bóng người xinh đẹp dường như đang nhìn cậu đi, mãi cho đến thân ảnh của cậu hoàn toàn biến mất. Nhà họ Diệp. Alice của chúng ta lợi hại như vậy ấy ư, nhỏ như vậy đã có thể ngâm thơ, thực sự là lợi hại. Phương Minh ngồi xuống trên sofa, trong tay Alice cầm một quyển thơ cổ bách thủ, nằm sắp trên bắp đùi Phương Minh mà phương bảo bảo thì lại ở một bên loay hoay chơi đùa mấy món đồ chơi của cậu bé chỉ là ánh mắt kia thỉnh thoảng liếc về phía phương minh cùng alice bên này vâng bà nội mới vừa dạy con đọc thơ alice ngọt ngào đáp bà nội trong miệng cô bé dĩ nhiên chính là mẹ diệp tử du lương quỳnh đối với alice gọi mình là anh lại gọi lương quỳnh là bà đối với loại xưng hô hỗn loạn bối phận này phương minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận vậy anh trai sẽ khảo em thử bài thơ này thế đọc như thế nào phương minh mở thư tịch lật đến tờ thứ nhất đưa tay chỉ bài Tỉnh dạ tư của lý bạch dưới cái nhìn của cậu nếu gì lương dạy alice đọc thơ nhất định là sẽ dạy cô bé đọc từ bài đầu tiên đến lúc đó chờ alice ngâm xong cậu liền khen khen alice bọn nhóc ấy mà cần chính là biểu dương nhưng mà sau khi alice cất giọng non nớt niệm tụng lại khiến cho khóe miệng phương minh không nhìn được co quắp, mạnh mẽ nín cười. Mẫn nông, lý hạ, Gặt lúa ngay giữa trưa, hạ thấp. Lúa hạ thổ, gạo trước khi thành cơm, xử lý đều khổ cực. Alice vừa ngâm tụng vừa dùng ngón tay chỉ vào chữ trong sách vở, một bộ dạng nghiêm chỉnh vô cùng. Sau khi đọc xong còn ngẩng đầu dùng một loại biểu tình kiêu ngạo nhìn về phía Phương Minh, dường như đang đợi anh khích lệ. Không. Không tệ, Alice chúng ta thật thông minh. Một lúc sau, Phương Minh vươn tay sờ sờ tóc Alice, cậu còn có thể nói cái gì, nên phối hợp Alice diễn xuất anh đây có thể làm như không thấy. Ở một bên chơi đùa đồ chơi thấy vậy, Phương Bảo Bảo lại không mặc kệ, cất bước chân nhỏ chạy tới, dùng một loại khinh bỉ đưa mắt nhìn hướng Phương Minh, đồng thời cất giọng non nớt nói, đây không phải mẫn nông. Không sai, chính là mẫn nông, là gặt lúa ngay giữa trưa. Alice cũng không mặc kệ, hai tay chống eo nhỏ, chu miệng, anh đều nói là đọt thế thấy phương bảo bảo dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn mình phương minh khó có được hơi đỏ mặt chẳng qua lập tức trong lòng liền tức giận tiểu tử thối cũng còn biết hủy danh dự của anh đây mà không biết nhường nhịn alice sao không biết có một loại đồ vật gọi là lời nói dối có thiện ý sao khụ khụ bảo bảo con không nên nói lung tung đây là mẫn nông đây không phải mẫn nông cha là một tên lường gạt bà nội đã nói không thể gạt người bài thơ này con đã học qua Phương Bảo Bảo đoạt lấy sách vở trên tay Phương Minh, ngón tay chỉ vào dòng thứ nhất trong bài tỉnh giả tư, bắt đầu nhận nhận chân chân thì thầm, giang tuyết, liễu tông nguyên. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Cậu đọc sai rồi, đây là mẫn nông, đây là mẫn nông, ngày hôm qua bà nội dạy tôi, bà nội còn khen tôi đọc thật tốt. Là giang tuyết, hừ, ngày hôm trước tôi đi nhà trẻ đã niệm bài thơ này, lão sư còn phần thưởng cho tôi một hoa bé ngoan lớn nhìn phương bảo bảo cùng alice tranh luận không nhượng bộ chút nào phương minh xoa xoa mi tâm cậu rất muốn hỏi một câu gì lương cùng mấy thầy giáo ở nhà trẻ của bảo bảo các người là rất nghiêm túc sao ngay khi phương minh nhìn hai đứa bé cãi vã điện thoại di động của cậu vang lên liếc nhìn dãy số hiện trên màn hình về sau tiếp nghe có chuyện như vậy đi hiện tại cô phái người tới đón tôi đi ừm ngày hôm nay có thể xuất phát phương minh cúp điện thoại Alice cùng Phương Bảo Bảo ngừng tranh cãi, hai thằng nhóc đều trơ mắt nhìn Phương Minh, chờ đợi Phương Minh quyết đoán. Cái kia, kỳ thực bài thơ này tên Tỉnh Dạ Tư. Cuối cùng Phương Minh quyết định vẫn phải thành thực giáo dục đứa bé, chỉ là lời của cậu mới vừa nói ra, Alice cùng Phương Bảo Bảo không mặc kệ, đồng thời nhắc lời cậu. Anh, đây không phải Tỉnh Dạ Tư, Tỉnh Dạ Tư là bài này mới đúng. Alice cầm sách vở lên lật lật thêm vài trang, cuối cùng chỉ vào một bài phong kiều dạ bạc nói rất nghiêm túc ừm bài này mới là tỉnh dạ tư phương bảo bảo ở một bên cũng công nhận gật đầu mình còn có thể nói cái gì phương minh có chút tuyệt vọng điều may mắn nhất là không bao lâu một chiếc xe con liền đứng tại dưới lầu nhà họ diệp cuối cùng cũng đã giải cứu cậu Chương 770, bước vào nam cương trên xe vẻ mặt lăng sợ sở, sở có chút nghiêm túc sau khi phương minh vừa lên xe liền chạy chạy thẳng về hướng sân bay tình huống cụ thể là như thế nào nói trước một chút đi lăng sợ sở, sở hít sâu một hơi nói tình huống cụ thể tôi cũng không phải rất rõ ràng chính là một giờ trước em trai tôi gọi một cuộc điện thoại cho tôi nói em ấy muốn kết hôn sau đó lại gửi cho tôi một tấm hình mà sau khi nhìn thấy tấm hình này tôi đã gọi điện thoại ngay lại cho nó nhưng không gọi được. Phương Minh tiếp nhận di động Lăng Sở Sở đưa tới, trong tấm ảnh có quá nhiều người mặc quần áo dân tộc hội tụ lại chung một chỗ. Mà ở vị trí trung ương nhất chính là một cặp tình lữ sắp cưới, cô gái mặc một bộ váy đỏ cùng Lăng Duy đang cười khúc khích. Em trai cô kết hôn nhanh như vậy cũng tốt mà, có thể bớt tai họa những nữ sinh khác. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, Lăng Sở Sở quay đầu trừng trắng mắt, nếu thực sự là em trai tôi ổn định lại muốn kết hôn vậy nhất định tôi sẽ tán đồng nhưng quan trọng lúc này là em trai tôi đến nam cương bên kia bên người có dẫn theo một cô bé nhưng bây giờ đối tượng kết hôn với em trai tôi cũng không phải cô bé kia mà dựa theo cô bé kia đã nói cô ấy và em trai tôi đã tách trả nam cương em trai tôi là bị một đám người bắt đi mất áp trại phu nhân áp trại cái đầu của cậu nói chung vấn đề này có chút không bình thường bây giờ tôi còn chưa dám nói cho mấy người bà nội cùng cô cô Dự định tạm thời đi qua nhìn một chút tình huống cụ thể. Kỳ thực cũng không còn gì không tốt mà, nghe nói mấy cô gái miêu tộc dám yêu dám hận, gặp phải người khác phái mà mấy cô ấy thích sẽ chủ động theo đuổi, không chừng cô gái miêu tộc nào đó coi trọng em trai cô, chỉ ít những cô gái miêu tộc này đều tinh khiết tự nhiên, tốt hơn nhiều so với mấy hot mạng đã phẫu thuật thẩm mỹ em trai cô tìm tới kia nhiều. Phương Minh, dù thế nào đi nữa, em trai tôi cũng coi như là em họ cậu cậu có thể đừng hả hê như vậy có được hay không? Nhìn ra lăng sở sở bất mãn, Phương Minh không nói gì nữa, những lời cậu vừa nói này chẳng qua là vì giảm bớt tâm tình vội vã trong lòng lăng sở sở được không, lúc này ánh mắt rơi vào trên tấm hình, ngón tay vuốt vuốt khuôn mặt bên trong tấm hình kia, khóe miệng lại dương lên một vòng tươi cười ẩn ý sâu xa. Thật đúng là vừa khớp, từ làng du lịch gặp phải vị cổ sư Nam Cương kia đến cổ tình nhân trên người Lê Vũ Sông mà bây giờ cậu lại tự thân đi tới Nam Cương, xem ra cậu và Nam Cương thật đúng là có duyên phận mà. Lăng Sở Sở đã sớm mua xong vé máy bay, chuyến này chỉ quái người ấy và Phương Minh, Sở Dĩ sẽ gọi theo Phương Minh cùng đi, là vì cô ấy biết Nam Cương bên kia có chút thần bí, nhất là cô gái mà em trai mình dẫn đi có nói, em trai mình dường như đã mê đắm mấy cô gái Nam Cương, mê đắm tới giống như đã nhập ma, vì thế ấy hoài nghi trong này có thể có chuyện bí ẩn gì đó, lúc này mới kéo Phương Minh theo đăng ký, cất cánh, hạ cánh. Khi Phương Minh cùng lăng sở sở đến sân bay ở một thành thị nào đó của Nam Cương, nơi sân bay đã có người chờ, một người đàn ông hơn 30 tuổi lái một chiếc xe jeep chờ ở đó. Cô lăng đúng không? Ông chủ của chúng tôi để tôi làm tài xế cho hai người, tôi tên Đông Ba Thạch. Trước khi tới lăng sở sở đã liên hệ với một người bạn ở địa phương, để đối phương phái một hướng dẫn viên du lịch địa phương cùng tài xế qua dẫn đường cho bọn họ ở một nơi xa lạ như Nam Cương này, rất nhiều chuyện cần phải kiên kỵ, có một người dân bản xứ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Anh Đông, chào anh. Lăng sợ sợ bắt tay đối phương, chẳng qua Phương Minh nghe thấy những lời Lăng sợ sợ nói lại cười một tiếng, Lăng sợ sợ không biết dòng họ của người miêu tộc cùng dân tộc Hán là có khác nhau. Người miêu tộc chú ý ba bối họ duy nhất, vị này tên Đông Ba Thạch, kỳ thực tên chỉ có một chữ là chữ Đông, dòng họ là Ba Thạch, bởi vì người của miêu tộc ngoại trừ chữ thứ nhất là tên của mình, những chữ phía sau này toàn là cha hoặc là ông nội. Đông Ba Thạch, đó chính là nói cha của vị này là Bác Ít, mà tên của ông nội hắn chính là Thạch Sa. Nói đúng hơn là tên của con trai ngoại trừ chữ thứ nhất, mấy chữ sau đều là theo chữ thứ nhất trong tên của cha. Lấy một thí dụ, giả như đời ông nội tên là 123, dạng như vậy tên con trai con gái chính là A12, mà cháu đồng lứa chính là 31, lại thêm đời sau này đồng lưới chính là CBA. Đây là đặc điểm về tên gọi của người miêu tộc, chỉ khi lấy tên người Hán mới có cách đặt chữ lót. Mặt khác bởi vì miêu tộc không có hệ thống văn tự, tên miêu cũng không cách nào dùng chữ Hán để viết ra, cho nên đều lấy những chữ đồng âm với chữ Hán, giống cái tên đông ba thạch như vậy dùng chữ Hán phiên dịch căn bản không có một chút ý nghĩa nào. Cũng chính là vì một điểm này bi an nảy phương minh mới sẽ bật cười, dựa theo thói quen của dân tộc Hán, hẳn Lăng sợ sợ phải gọi đối phương là cậu Thạch, nếu lễ phép thân thiết một chút có thể gọi là anh Đông. Chẳng qua Phương Minh cũng không đi giải thích cho Lăng sợ sợ những thứ này. Hai người lên xe díp Đông Ba Thạch lái, lập tức đi về một phương hướng. Nằm cương nơi này, có đôi khi đi xe lửa cũng không phải một sự lựa chọn tốt, thậm chí tương phản xe Việt giả sẽ dễ dàng di chuyển ở nơi này hơn. Đông Ba Thạch dựa theo địa điểm Lăng sợ sợ nói, lái xe liên tiếp 3 giờ cuối cùng xe ngừng lại ở một thôn trấn nào đó. Vẻ mặt lăng sở sở có chút tiêu tụy, chẳng qua sau khi xuống xe lập tức liền gọi một cú điện thoại đi ra ngoài, không bao lâu sau đã có mấy người trẻ tuổi đi về phía bên này. Chị là chị Lăng Duy đúng không? Mấy người nam nữ trẻ tuổi này, nam sinh ăn mặc đều rất hợp thời trang. Về phần mấy cô gái cũng đều rất đẹp, đây là tổ hợp của phú nhị đại cùng mấy nữ hót mạng, mà người đầu tiên mở miệng chính là một cô gái mặc váy yếm dài, cô gái này cũng chính là cô gái Lăng Duy đưa theo bầu bạn. Ừm, rốt cuộc em trai tôi là chuyện gì xảy ra? Đối với loại con gái này, Lăng sợ sợ không có cảm tình gì, nhưng cũng không cách nào trách móc người ta gì cả. Mỗi người đều có một cách sống riêng, mỗi người cũng đều có giả tâm của mình, muốn trèo lên phú nhị đạt tiền. Thật ra đây là ảo tưởng trong lòng nhiều cô gái, chỉ có điều phần lớn cô gái không có vốn liếng này mà thôi. Nếu như các cô gái chưa từng có ý nghĩ này, mấy tiểu thịt tươi sao có thể hot tới như thế? Mấy tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo sao có thể được hoan nghênh như vậy, cho nên từ một điểm này đến nói, đàn ông cùng phụ nữ đều giống nhau. Ba ngày trước chúng tôi đã tới đây, bởi vì nghe nói người bản xứ sẽ tổ chức một hoạt động trên mạng, nhưng ngay tại ngày trước, đột nhiên Lăng Duy bị một cô gái miêu tộc mê hoặc, sau đó cái gì cũng không quản, cái gì cũng không để ý, liền theo cô gái miêu tộc kia, chúng tôi muốn khuyên bảo, nhưng lại bị cô gái miêu tộc đó kéo theo người tới cảnh cáo những người đó đều rất hung ác vẻ mặt cô gái này tràn đầy ủy khuất đồng bạn bên cạnh cũng theo chân giải thích không phải là bọn họ không ngăn cản lăng duy mà là vì không ngăn được sau này chúng tôi cũng có báo cảnh sát nhưng cảnh sát nói lăng duy tự nguyện đi cùng người ta bọn họ cũng không can thiệp được sau đó tôi nghĩ tới lăng duy đã nói với chúng tôi về công việc của chị gái cậu ấy liền theo trên web tìm được số điện thoại vụ khách hàng của tập đoàn Nhiễm Niên, tìm được chị. Lăng sợ sở, sở gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy mấy người biết bọn họ đưa em trai tôi tới nơi nào không? Biết. Những cảnh sát kia còn đi qua, chính là trại của một miêu tộc ở trong núi, lúc đó chúng tôi cũng muốn vào trại, nhưng cảnh sát không đồng ý, chỉ cho chúng tôi chờ bên ngoài trại, bọn họ vào đi xử lý chuyện này. Xử lý, cứ xử lý như vậy sao? Sắc mặt lăng sợ sợ có chút khó coi, dưới cái nhìn của cô ấy những cảnh sát này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm, rất có thể những cảnh sát này là hướng về dân bản xứ, thậm chí còn có thể có quan hệ thân thích với người trong trại. Cái trại kia tên là gì? Bây giờ chúng tôi liền đi qua. Tên Ba toa, đúng, chính là cái tên này, lúc đó chúng tôi còn nói. Một cái trại thôi thế mà lại đặt tên theo phong cách nước ngoài như vậy. Một vị nam sinh đang ở bên cạnh nói tiếp nghe được nam sinh nói phương minh chú ý tới vẻ mặt đông ba thạch biến hóa một chút trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi đi chúng tôi phải đi trại ba toa các người trở về đi lăng sợ sở rất nhanh đã đưa ra quyết định chẳng qua mấy vị nam nữ trẻ tuổi kia lại không muốn cứ rời đinh vậy một vị nam sinh trong đó nói lăng chị a à duy cùng đi với chúng em sao chúng em có thể bỏ mặt cậu ấy về trước được chúng đi cùng với chị đúng chúng tan hiểu người sức mạnh lớn cũng không tin đám người miêu tộc này dám không giao người. chị lăng, em rất lo lắng cho a duy, để cho chúng đi được chứ? cô gái mặc váy yếm mang trên mặt vẻ lo lắng, nói. được rồi. sau khi lăng sợ sợ suy nghĩ một chút cũng không tiếp tục cự tuyệt. quả thật, nhiều người sức mạnh lớn, nếu như gặp phải một ít chuyện nhiều người cũng dễ ứng đối hơn. đông ba thạch mở xe jeep kia chỉ có ba hàng, cũng đủ cho bốn năm người chút, chỉ là lúc lái xe đồng ba thạch vẫn mang một bộ dạng muốn nói lại thôi phương minh phát giác ra cười cười hỏi đông đại ca anh là có lời gì muốn nói sao có quan hệ với trại ba toa ừm đông ba thạch gật đầu suy nghĩ một chút nói nếu như không có ông chủ nói trước không quản các người cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không đưa bọn cậu đi trại ba toa vì sao lăng sợ sợ có chút tò mò hỏi cái trại này không thích hợp cho người ngoài đi vào cho dù một số người thuộc miêu chúng tôi cũng không dám đi tới đó, ba toa ở trong mi mi tộc chúng tôi có ý là cây có phùng thịnh, đây là một trại sinh miêu, trong trại đều là sinh miêu, ngay cả mấy người thuộc miêu chúng tôi bọn họ cũng đều không để ý, đương nhiên càng ghét những người của tộc khác đến trại của họ. Trên mặt đông ba thạch mang theo vẻ cười khổ. Cậu ta không nghĩ tới lăng sở sở lại muốn tới trại của sinh miêu nếu sớm biết vậy trước đây cậu ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng ông chủ sinh miêu không muốn liên hệ người ngoại tộc mà ba toa chính là một trại sinh miễu điển hình những người thuộc miêu giống như bọn học có thể kết hôn cùng người trại khác thậm chí sẽ còn gả cho người của dân tộc hán nhưng người của trại ba toa đã có quy định không lấy người ngoài trại nam nữ kết hôn đều phải lấy người trong một trại từ tân trung quốc đến hiện tại đã mấy chục năm trôi qua toàn bộ trại ba toa chỉ có hai cô gái gả ra ngoài nhưng chỉ được thời gian ngắn ngủi 3 năm liền chết, mà mấy cô gái trại khác càng không có một người nào nguyện ý đến trại Ba Toa, bởi vì những cô gái trại ngoài được gả tới đó đều không sống quá một năm. Nghe lời Đông Ba Thạch nói, Lăng sợ sở, sở có chút tức cười, một trại phong bến vậy, đây chẳng phải là sẽ dẫn đến huyết thống hỗn loạn, kết quả sau cùng chỉ có thể sinh sản cận huyết, nhưng sinh sản cận huyết sẽ dẫn đến huống đứa bé dễ xuất hiện dị dạng cùng chết yểu, đến cuối cùng người sẽ chỉ càng ngày càng ít, tôi nghĩ đây không phải nguyên nhân mà anh không muốn đi phương minh nhìn về phía đông ba thạch nói sở diễn nguyên nhân các anh không muốn bước vào trại ba toa là vì trại ba toa là một cổ trại đúng không